chương 961, tiên phủ chi bí. Tiêu giật phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, mạnh bà một người có thể thu thập luân chuyển quỷ vương hắn cũng không giật mình. Dù sao mạnh bà trước đó cùng mình cùng một chỗ thu thập lúc đó mới vừa từ trấn yêu tháp chạy trốn bạch hổ, thu thập một cái tu vi giảm lớn luân chuyển quỷ vương còn không cùng chơi giống như. Bất quá hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ nói, trong miệng hắn cùng trên người là cái gì? Mạnh bà cười cười nói, một chút đồ chơi nhỏ thôi, ta dự định đem hắn luyện thành khôi lỗi, khi nhàn hạ đợi chơi đùa lâm thanh nghiên cùng tiêu giật phong đều trợn mắt khóc mồm đem luân chuyển quỷ vương luyện thành khôi lỗi cái này mạnh bà thủ bút thật đúng là không phải bình thường lớn a à? nếu như mạnh bà thật đem luân chuyển quỷ vương luyện thành khôi lỗi dù là không thể đi ra ngoài tối thiểu chính mình luân hồi trong tiên phủ cũng có cường giả a à? tiêu giật phong không khỏi có chút chờ mong bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới một sự kiện luân hồi trong mâm mình đã từng thấy cảnh tượng luân chuyển quỷ vương bị chính mình chỗ khống chế lấy chẳng lẽ chính là mạnh bà làm nhưng nghĩ tới nếu quả như thật như vậy cái kia phía sau tràn cảnh có phải hay không cũng sẽ từng cái phát sinh. Cái này khiến tim của hắn trầm xuống. Gặp tiêu giật phong nhìn xem mạnh bà có chút muốn nói lại thôi, lâm thanh nghiên biết hắn là cố lự khương gia tỉ muội Nàng đối với tiêu giật phong cùng mạnh bà nói, các ngươi từ từ trò chuyện, ta dẫn các nàng bốn chỗ đi vòng vòng. Tiêu giật phong cảm kích nhìn nàng một cái nói, ta đã cho trong phủ yêu ma quỷ quái ra lệnh, bọn hắn sẽ không công kích các ngươi. Luân hồi tiên phủ các ngươi tùy tiện đi dạo, không có nguy hiểm gì. Mặc kệ các ngươi đi ở đâu, ta đều có thể tìm tới các ngươi. Lâm Thanh Nghiên gật đầu, sau đó lôi kéo Khương Gia Tỉ muội cười nói, ta mang các ngươi bốn chỗ dạo chơi. Nàng tế lên hoang tinh sa hóa thành ống ánh khắp nơi tinh vân, chở Khương Gia Tỉ muội đằng không mà lên, hướng bờ bên kia biển hoa bay đi. Lâm Thanh Nghiên sau khi đi, mạnh bà nhìn xem nàng rời đi thân ảnh cười nói, ngược lại là cái thức thời tiểu cô nương, ngươi ánh mắt không sai. Tiêu Dật Phong cười cười nói, đó là, dù sao cũng là ta thích nữ tử. Ngươi ngược lại không khiêm tốn. Mạnh bà bật cười nói. Tiêu Dật Phong lấy mạnh bà hỏi, đừng kéo mặt khác, mạnh bà tỷ tỷ có thể cùng ta thẳng thắn nói đi, Luân Hồi Tiên phủ cùng số mệnh giới đến cùng có quan hệ gì? Mạnh bà cười nói, đã ngươi cũng đã biết số mệnh giới, lại không nói cho ngươi điểm tin tức, tự hồ liền có chút quá mức. Tiêu Dật Phong trợn trắng mắt, ngươi cũng biết chính mình quá phận. Mạnh bà hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, số mệnh giới, ta cũng chỉ là biết nó tồn tại, ta cũng không có đi vào qua, đó là dạng gì tình huống. Tiêu Dật Phong chỉ có thể cùng mạnh bà miêu tả một chút số mệnh giới cấu tạo cùng nó cùng luân hồi tiên phủ khác biệt. Mạnh bà có chút xuất thần, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, mệnh tôn lần nữa tạo dựng mới tiểu thế giới sao? Tiêu dật phong hỏi, tiền bối trước đó nói qua, luân hồi tiên phủ chính là một cái thất bại phẩm, hẳn là luân hồi tiên phủ chính là số mệnh giới tiền thân phải không? Mạnh bà gật đầu nói, đã ngươi đi qua số mệnh giới, vậy ta cũng không gạt ngươi, đúng là như thế. Số mệnh giới đích thật là thoát thai từ luân hồi tiên phủ. Vòng này về tiên phủ chính là bọn hắn lần thứ nhất nếm thử, chỉ bất quá thất bại cho nên bị bọn hắn từ bỏ. Tiêu giật phong cao mày nói, bọn hắn. Mệnh tôn cùng cái kia túc tôn. Ngươi thế mà ngay cả túc tôn đều biết, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này không ít đến chỗ chạy a. À. Mạnh bà cười nhẹ nhàng đạo. Tiêu giật phong cười khổ nói, mạnh bà tỷ tỷ cũng đừng trêu gẹo ta, cái này túc tôn đến cùng là thần thánh phương nào. Vì cái gì số mệnh luân hồi cuộn khí linh sẽ nói trên người của ta có túc tôn khí tức. Mạnh bà trong mắt phản phất hết sức kinh ngạc nhìn về phía tiêu giật phong, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ngươi nói cái gì số mệnh luân hồi cuộn ngươi tại số mệnh giới gặp được số mệnh luân hồi cuộn còn gặp được số mệnh luân hồi cuộn khí linh ngươi cho ta cẩn thận nói một chút tiêu dật phong chỉ có thể thành thành thật thật đem chính mình gặp được số mệnh luân hồi cuộn sự tình nói với nàng một lần mạnh bà thất thần nỉ non nói làm sao có thể số mệnh luân hồi cuộn làm sao lại bị gây dựng lại còn một lần nữa có được khí linh theo như lời ngươi nói ngươi không có nhìn thấy cái kia số mệnh luân hồi cuộn khí linh nàng nói xem ở túc tôn trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng. Tiêu giật phong gật đầu nói, ta không có nhìn thấy khí linh bản thân, nhưng nàng đích thật là nói như thế. Mạnh bà phản phất cũng nghĩ không thông sự tình gì bình thường, liễu mi hơi lông mày, lẳng lặng thất thần. Tiêu giật phong trong lòng như là vuốt mèo bình thường, hắn nhịn không được hỏi, mạnh bà tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đừng đánh bí hiểm. Túc tôn cùng mệnh tôn đến cùng muốn làm gì, bọn hắn lại vì cái gì muốn vứt bỏ luân hồi tiên phủ đâu. Hắn luôn cảm thấy luân hồi tiên phủ giống như có vấn đề, không phải vậy tốt như vậy bảo bối số mệnh thế mà lại từ bỏ mạnh bà thản nhiên nói bởi vì luân hồi tiên phủ đã đã mất đi căn cơ thế giới của nó căn cơ bị người ta mang đi không giờ khắc nào không tại suy yếu tiêu giật phong cao mày nói cũng bởi vì cái này liền muốn từ bỏ luân hồi tiên phủ dù là tại sụp đổ nó cũng không phải trong thời gian ngắn đó a à. hắn thấy luân hồi tiên phủ so số mệnh giới mạnh hơn nhiều không nói những cái khác không có chút nào hạn chế mở ra quy tắc chi lực đều là số mệnh giới không cách nào so sánh dù là mệnh tôn có được số mệnh giới cũng không nên đem thần kỳ như thế tiên phủ triệt để từ bỏ mới đối mạnh bà cười nói tự nhiên không chỉ vấn đề này luân hồi tiên phủ bên trong có trí mạng nhân quả đó chính là luân hồi thần điện phía dưới vực sâu tiêu giật phong nghi hoặc hỏi vậy rốt cuộc là cái gì luân hồi thần điện phía dưới vực sâu đến cùng trấn áp cái gì mạnh bà thăm thẳm xuất thần nói đó là một thế giới oán linh không có người có nắm chắc có thể tiếp nhận được cái này to lớn nhân quả càng là cường giả càng là kiên kỵ cái này ngập trời nhân quả cho nên dù là mạnh như Mệnh Tôn cũng không thể không từ bỏ luân hồi tiên phủ." Tiêu Dật Phong kinh ngạc nói, một thế giới oán linh. Tại sao có thể có nhiều như vậy oán linh? Mạnh bà giống như cười mà không phải cười nói, vĩ một thế giới người, chẳng phải có một cái thế giới oán linh. Tiêu Dật Phong chỉ cảm thấy mình tại nghe Thiên Phương Dạ Đàm, không thể tưởng tượng nói, đây là Túc Tôn cùng Mệnh Tôn làm sự tình. Mạnh bà đối với Tiêu Dật Phong nói, cái này không phải bây giờ ngươi có khả năng biết đến sự tình, mà lại ta cũng không quá nhớ rõ trí nhớ của ta cũng là gần nhất mới chậm rãi khôi phục khả năng đây chính là thế giới hủy diệt trước hồi quan phản chiếu đi tiêu giật phong có chút bất đắc dĩ cái này đáng chết câu đố người nói cốt a à, nếu muốn phế vứt bỏ vì cái gì không mang theo ngươi đi đâu mạnh bà nhìn xem hắn cười nói ngươi không phải đã sớm đoán được sao ta là luân hồi tiên phủ thế giới chi linh tất cả mọi thứ đều có thể rời đi duy chỉ có ta không được tiêu giật phong nghi hoặc hỏi vậy ngươi vì cái gì để cho ta đáp ứng thả ngươi đi đâu chẳng lẽ ngươi không phải có thể rời đi luân hồi tiên phủ sao? Mạnh bà cười nói, mệnh tôn không dám lấy đi ta, hắn không dám trở thành tiên phủ chủ nhân, bởi vì ta sau khi rời đi, luân hồi tiên phủ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Thần điện bên dưới trong vực sâu oán linh sẽ từ bên trong đi ra, thân là tiên phủ chủ nhân hắn không thể thừa nhận loại này cho dù là gián tiếp nhân quả. Nàng nhìn về phía tiêu giật phong cười nhẹ nhàng nói, nhưng chỉ cần luân hồi tiên phủ chủ nhân nguyện ý thả ta rời đi, ta vẫn là có thể thoát ly tiên phủ đi đến ngoại giới. Mặc dù tại tiên phủ sụp đổ về sau, ta vẫn là sẽ theo nó cùng một chỗ hủy diệt, nhưng tối thiểu có thể tự do sống một đoạn thời gian. Chương 962, cái này còn đánh cộng lông ta có thể đầu hàng địch sao? Tiêu giật phong cười khổ nói, cho nên, ngươi rời đi về sau, thế giới này sụp đổ nhân quả sẽ do ta tiếp nhận. Hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ, cái này mạnh bà cũng quá sẽ giả bộ, lúc trước cố ý làm bộ không thể rời bỏ nại Hà Kiều, giả dạng làm nại Hà Kiều khí linh lừa gạt mình. Lần này ngược lại tốt, chính mình muốn gánh chịu cái này ngay cả mệnh tôn cũng không dám gây nhân quả, liền phức lớn rồi. Bất quá khi đó mạnh bà cùng chính mình cũng không quen, hố chính mình một thanh giống như cũng có thể thông cảm được. Mạnh bà nhìn xem hắn hỏi, làm sao? Hối hận. Chúng ta không có lập bất luận cái gì khế ước, ngươi đổi ý cũng không có việc gì. Tiêu giật phong lắc đầu nói, mạnh bà tỷ tỷ yên tâm, đáp ứng hơn 100 năm sau thả ngươi đi, ta tự sẽ thực hiện hứa hẹn. Mạnh bà tán thưởng nhìn hắn một cái nói, tính ngươi có chút lương tâm, bất quá ngươi yên tâm đi, dù là ta đi luân hồi tiên phủ tối thiểu cũng muốn hai ngàn năm mới có thể triệt để sụp đổ người có hay không dài như vậy tuổi thọ còn chưa nhất định đâu tiêu giật phong liên tục cười khổ cái này tự hồ có chút đạo lý hắn hiếu kỳ nhìn xem lại hà kiều phía trước đứng xếp hàng liên niên bất tuyệt quan hồn kỳ quái hỏi cái kia mạnh bà ngươi bây giờ là đang làm gì đó mạnh bà cười nói siêu độ vong hồn a đây đều là trải qua tuyển bạc từ vực sâu chuyển sinh đi lên quan hồn chỉ cần thông qua ta mạnh bà thang trải qua phía sau khảo nghiệm liền sẽ thu hoạch được trùng nhập cơ hội luân hồi bất quá càng nhiều là mê thất ở phía sau trở thành giả quỷ thôn ác quỷ bất quá cái này cũng so tại dưới vực sâu tốt tiêu giật phong cuối cùng minh bạch một sự kiện đó chính là luân hồi tiên phủ nhiều như vậy quỷ hồn từ đâu tới vì cái gì giết chi không dứt nguyên lai like đây là một thế giới oan hồn trách không được như vậy vô cùng vô tận nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được một chuyện khác mạnh bà thế mà thật có thể đưa oan hồn vãng sinh chuyện này cũng quá bất hợp lý đi mạnh bà tự hồ nhìn ra hắn giật mình thản nhiên nói ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy không dậy nổi bọn hắn vốn là có tư cách luân hồi chuyển thế ta chỉ là thay hành sử một chút thiên đạo chức năng mà thôi mặc dù không có khả năng toàn bộ đưa tiễn nhưng hủy diệt trước có thể đưa đi một cái là một cái đi tiêu dật phong bừng tỉnh đại ngộ lại có chút bội phục cái này vô cùng vô tận oan hồn mạnh bà thế mà có thể một mực kiên trì siêu độ dù là biết rõ không có khả năng siêu độ hoàn toàn nhưng nàng cũng không có từ bỏ mà là có thể siêu độ một cái là một cái tiêu dật phong thu thập tâm tình một chút thừa dịp bí ẩn này ngữ người nguyện ý cho mình giảng giải thời điểm hắn liền vội vàng hỏi, theo như lời ngươi nói, luân hồi này tiên phủ, vốn là mệnh tôn cùng túc tôn tất cả. Mạnh bà lắc đầu nói, không phải, luân hồi tiên phủ là túc tôn sáng tạo tiểu thế giới, hắn là luân hồi tiên phủ người nhậm chức đầu tiên chủ nhân. Trên người ngươi có luân hồi tiên phủ, cho nên số mệnh luân hồi cuộn khí linh đưa ngươi nhận làm túc tôn truyền nhân cũng không sai. Tiêu giật phong rốt cuộc minh bạch vì cái gì số mệnh luân hồi cuộn sẽ nói trên người mình có túc tôn khí tức, còn nói chính mình là túc tôn truyền nhân. Nói như vậy mạnh bà tỷ tỷ cùng hắn chung đụng túc tôn hắn đến cùng là thế nào người mạnh bà mang theo một chút hồi ức nói hắn là cái rất người thần bí nguy hiểm lại người điên cuồng tỉnh táo mà cố chấp cường đại đến không thể tưởng tượng ta cảm thấy hắn vô cùng có khả năng so trong truyền thuyết tiên nhân còn mạnh hơn hắn tự xưng đến từ một cái khác hủy diệt thế giới luân hồi này tiên phủ rất có thể chính là dựa theo hắn trong trí nhớ thế giới chế tạo ngay cả mạnh bà đều nói mạnh tiêu dật phong không khỏi lo âu hỏi hắn mạnh bao nhiêu Mạnh bà buồn bã nói, có thể làm cho lúc đó coi như hoàn chỉnh thiên đạo đều không thể làm gì, cùng dáng lâm giới này khôi phục thiên đạo trật tự tịch nhan tiên tử một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Túc tôn toàn lực xuất thủ, một kiếm chém ra, có thể chém ra một đạo liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm vực sâu, thực lực sâu không lường được. Tiêu giật phong đột nhiên cảm thấy miêu tả này có chút quen tai, khó có thể tin nói, sông băng vực sâu không phải là hắn chém ra tới đi. Sông băng vực sâu sao? Nếu như là nằm ngang ở nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa vực sâu kia, vậy được rồi mạnh bà suy tư một chút đạo tiêu giật phong hít sâu một hơi một kiếm chém ra sông băng vực sâu chính mình còn chơi cộng lông nằm ngửa tính toán ta có thể đầu hàng địch sao còn có cái này tịch nhan tiên tử có chút quen tai a à, không phải liền là luân hồi trong mâm nghe qua sao cái kia mệnh tôn đâu cùng hắn cùng một cấp bậc cường giả tiêu giật phong hỏi mạnh bà gật đầu nói đối với không sai biệt lắm yếu cũng chẳng yếu đi đâu tiêu giật phong cảm giác được một trận vô lực Đối thủ của mình đều là quái vật gì a? À? Mạnh bà thấy thế cười nói, Ngươi cũng không cần lo lắng, túc tôn đã không có ở đây, chí ít bây giờ không có ở đây. Tiêu Dật Phong hỏi vì cái gì? Hắn đi đâu? Nghe nói chết. Mạnh bà Phong kinh vân đạm đạo. Tiêu Dật Phong khó có thể tin nói, Bực này mãnh nhân còn có thể chết? Ai có thể giết hắn? Mạnh bà Lâm vào hồi ức nói, hẳn là thiên đạo đi. Hắn cùng mệnh tôn đến dẫn đến thiên đạo có thiếu, nguyên nhân ta cũng không rõ ràng ta chỉ là một cái giới linh, lúc đó vẫn chưa hết chỉnh ý thức. Ta biết chính là túc tôn cùng mệnh tôn liên thủ chế tạo số mệnh luân hồi cuồng, chuẩn bị tại thiên đạo có thiếu thời điểm cướp thiên vị, khống chế thiên đạo. Nhưng cũng tiếc thất bại trong gan tất. Tiêu giật phong lần nữa bị chấn kinh một chút, mặc dù mình một mực nói số mệnh là soán thiên giả. Ai biết bọn hắn thế mà đùa thật, muốn cướp thiên vị, khống chế thiên đạo. Nghĩ đến mệnh tôn đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ, tiêu giật phong ngưng trọng nói, bọn hắn thật thất bại sao? mạnh bà ừ một tiếng nói nói tóm lại là thất bại nhưng hẳn là thu được vài ngày đạo quyền năng túc tôn nghe nói đều thân tử đạo tiêu bất quá ta không cho rằng hắn sẽ chân chính chết đi dù sao ngay cả mệnh tôn đều còn sống chỉ là nhận lấy trọng thương yên lặng vô tận tuế nguyệt hắn hẳn là gần nhất cái này hơn nghìn năm mới tỉnh lại càng cường đại hơn túc tôn thì càng không có khả năng đã chết đi hắn có lẽ cũng là lâm vào một loại nào đó ngủ say trong trạng thái một mực không thể tỉnh lại thôi lại hoặc là hắn kỳ thật đã trở về chỉ là cùng mệnh tôn không giống với hắn còn chưa có xuất hiện tại thế nhân trước mặt thôi thế nào có sợ hay không tiêu giật phong có chút im lặng chính mình cũng cảm thấy đang nghe chuyện thần thoại xưa bình thường loại đối thủ này chính mình có thể không giả sao hắn nghi ngờ hỏi trước ngươi nói ngủ say vậy các ngươi ngủ say bao lâu mạnh bà thăm thẳm trả lời đại khái là vài vạn năm đi lại hoặc là càng lâu tiêu giật phong không khỏi tê cả da đầu đây đều là quái vật gì a à, vài vạn năm như vậy phong kinh vân đạm Cách không được dưới cái nhìn của nàng, chính mình cái kia hơn một ngàn năm thọ nguyên thật sự là không đáng chú ý, thực sự quá ngắn ngủi. Tiêu giật phong hỏi, nếu như ta không có đoán sai, lúc đó điều khiển long ngạo tuyết hẳn là mệnh tôn đi. Ta không có cảm giác đến hắn có như lời ngươi nói mạnh như vậy a. À. Mệnh tôn ngay cả suy yếu như vậy thiên đạo sứ giả cũng không là đối thủ, thật có thể cùng cái kia một kiếm chém ra sông băng vực sâu túc tôn một cái cấp bậc. Mạnh bà thản nhiên nói, từ lần trước hắn cùng thiên đạo sứ giả giao thủ đến xem, hắn so trước kia yếu đi rất nhiều cướp đoạt thiên đạo thất bại, hắn tự hồ nhận lấy khó khôi phục tổn thương, hắn không có mấy vạn năm trước mạnh như vậy. Hắn hiện tại thực sự yếu đến đáng thương. Chương 963, tiền nhân nghiệp chướng hậu nhân gặp nạn. Tiêu giật phong thở dài một hơi, cái này còn tốt, nếu không mình đánh cái cái rắm A. Bất quá ngẫm lại cũng là, mệnh tôn nếu là còn cùng mấy vạn năm trước một dạng mạnh, sớm quét ngang thiên hạ. Sở dĩ điệu thấp như vậy làm việc, thiên đạo sứ giả chế ước là một chuyện, thực lực giảm lớn mới là nguyên nhân chủ yếu mạnh bà gặp tiêu giật phong thở dài một hơi dáng vẻ cho hắn tạt một chậu nước lạnh nói ngươi cũng đừng cao hứng sớm như vậy hắn yếu hơn nữa cũng là khống chế bộ phận thiên đạo chi lực độ kiếp lại thêm thiên đạo sứ giả cũng so với trước kia yếu đi rất nhiều mà lại theo như lời ngươi nói số mệnh luân hồi cuộn đã có được một bộ phận thiên đạo hình thức ban đầu hắn đã có thể làm nhiễu thiên đạo vận chuyển có thể thấy được năm đó túc tôn cùng mệnh tôn bọn hắn mặc dù thất bại nhưng bọn hắn cũng cướp đoạt bộ phận thiên đạo uy năng thiên đạo quy tắc đã hỏng be hỏng bét Tiêu Dật Phong không khỏi hỏi, Mạnh bà tỷ tỷ, thiên đạo quy tắc không hoàn chỉnh, đối với chúng ta sẽ có ảnh hưởng gì? Mạnh bà giải thích nói, đối với người tu tiên tới nói, ngay từ đầu có thể là chuyện tốt, bởi vì lợi dụng thiên đạo quy tắc lỗ thủng có thể sáng tạo uy lực mạnh mẽ thuộc pháp, đánh cấp thiên đạo chi lực cũng biến thành đặc biệt đơn giản. Từ khi Túc Tôn bọn hắn sáng tạo ra điều kiện về sau, vô số năng nhân dị sĩ bắt đầu trộn lấy thiên đạo quy tắc, cướp đoạt bộ phận thiên đạo chi năng. Liền ta biết, như lời ngươi nói vấn thiên tông, Huyền Nguyệt Tông, tinh thần thánh điện các loại tông môn, chính là trong đó người nổi bật. Có được không ít uy lực mạnh mẽ đến quá mức thuật pháp. Tiêu Dật Phong chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình vô nhai điện thay trời hành đạo, hẳn là là thuộc về loại này tình huống. Vô nhai điện thay trời hành đạo vốn chính là chui thiên đạo quy tắc lỗ thủng, đánh cấp bộ phận thiên kiếp chi lực, triệu hoán chỉ là uy lực mạnh mẽ thiên lôi. Mà chính mình trở thành thiên mệnh chi tử, xem như đồ lậu bị phía quan phương tán thành, cho nên chính mình triệu hoán đi ra chính là chân chính thiên kiếp, Tiêu Dật Phong nghi ngờ nói, những này là chỗ tốt, cái kia chỗ xấu đâu. Chẳng lẽ là thiên đạo không hoàn chỉnh, không người có thể lại thành tiên sao? Nhưng hắn lại cảm thấy không đối, dù sao thiên đạo không hoàn chỉnh đều là mấy vạn năm trước sự tình, không cách nào thành tiên là cái này hơn nghìn năm mới phát sinh sự tình. Mạnh bà cười lạnh một tiếng nói, đối với, vốn đang có thể, nhưng những này đánh cắp thiên đạo chi lực người phi thăng thời điểm, đem những ngày này đạo quy tắc chi lực đều mang đi. Trải qua ngàn năm vạn năm, ngươi cầm một chút ta cầm một chút, cuối cùng không hoàn chỉnh thiên đạo cũng không còn cách nào chèo chống tầng thứ cao hơn ngộ đạo cũng liền lại không người có thể thành tiên tiêu dật phong lập tức minh bạch dù sao đến độ kiếp cảnh về sau cần lĩnh hội chính là quy tắc chi lực quy tắc đều không hoàn chỉnh cũng không có đường lui làm nửa ngày nguyên lai là tiền nhân nghiệp chướng hậu nhân gặp nạn a hắn lập tức nhớ tới cái cuối cùng người phi thăng tuyệt kiếm cửa nặng viêm ma đế gia hỏa này mang đi thiên đạo quy tắc chi lực thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ dẫn đến lại không người phi thăng cái này to lớn nhân quả liền rơi xuống tuyệt kiếm trên cửa bị thiên đạo phản vệ cách không được tuyệt kiếm cửa sẽ thịnh cực mà suy một cái có thể cùng tinh thần thánh điện khiêu chiến đại môn phái cuối cùng mai danh ẩn tích đoạn tuyệt hậu nhân phi thăng nhân quả này ai gánh vác được a à? tiêu dật phong cao mày nói thiên đạo sứ giả không phải một mực tại ngăn cản người khác trộm lấy thiên đạo chi lực sao vì cái gì sẽ còn dạng này mạnh bà cười nói hiện tại thiên đạo không hoàn chỉnh chỉ là bản năng duy trì vận hành người tu tiên đánh cấp thiên đạo chi lực bản thân liền là thiên đạo quy tắc chỗ cho phép. Thiên đạo sứ giả cũng phải tuân thủ thiên đạo quy củ, chỉ có thể trong trình độ nhất định xuất thủ ngăn cản một lần, nhưng thiên đạo càng yếu, thiên đạo sứ giả cũng liền càng suy yếu. Hắn bây giờ thực sự quá yếu, căn bản không ngăn cản được nhiều như vậy điên cuồng trộn lấy thiên đạo chi lực người. Hắn không phải là không muốn ngăn cản, mà là đã không thể ra sức. Tiêu Dật Phong lập tức hiểu ra, tiếp tục hỏi, y theo mạnh bà tỷ tỷ ngươi nhìn, mệnh tôn hiện tại dự định là cái gì đây? Mạnh bà thản nhiên nói, đơn giản là để thiên hạ đại loạn, đến lúc đó thiên địa trật tự triệt để sụp đổ, quy tắc chi lực yếu bớt. Chỉ có dạng này, hư nhược hắn có thể lần nữa cướp thiên vị, dùng số mệnh luân hồi cuộn thay thế thiên đạo tồn tại, thao túng thiên đạo. Tiêu Dật Phong đột nhiên nhớ tới cái kia quy nguyên chi lực, vội vàng hỏi thăm một phen mạnh bà có biết hay không có bình định lập lại trật tự lực lượng. Mạnh bà suy tư một hồi nói, y theo như lời ngươi nói, đây là một loại thiên đạo quy tắc uống nắng bản năng như vậy cũng tốt so với các ngươi nhân thể trên người bản thân năng lực khôi phục, nó sẽ để cho hết thảy phá hư hết thảy trở lại một cái cân bằng trạng thái. Nhưng một khi nhận phá hư quá lớn, hắn liền sẽ triệt để sụp đổ, cùng mặt khác thiên đạo quy tắc một dạng. Nghe xong mạnh bà nói tới, tiêu giật phong mới phát hiện chính mình ở kiếp trước mặc dù sống mấy trăm năm, nhưng với cái thế giới này hay là quá xa lạ. Hắn dĩ vãng đối với những chuyện này chân tướng hoàn toàn không có hứng thú, chỉ muốn muốn thực lực càng mạnh hơn. Bây giờ sống lại một đời, mới phát hiện khắp nơi là nhân quả, khắp nơi là chính mình chỗ không có lưu ý chi tiết. Bất quá giải khai một cái bí ẩn, lại có một bí ẩn khác quanh quẩn trong lòng. Túc Tôn cùng Mệnh Tôn hai người này đến cùng lai lịch ra sao? Tại sao lại dẫn đến thiên đạo không hoàn chỉnh, bộ phận kia hạch tâm thiên đạo đi nơi nào? Túc Tôn hắn lại có hay không thật đã tử vong? Theo mạnh bà nói tới, cường đại như Túc Tôn rất không có khả năng tử vong, vậy hắn giờ phút này lại đang chỗ nào? Nhưng khi hắn tiếp tục truy vấn thời điểm, mạnh bà nhưng lại khôi phục mê ngữ nhân tác phong, hỏi gì cũng không biết. Mạnh bà tỷ tỷ, một vấn đề cuối cùng, thiên đạo sứ giả có thể hay không rơi vào trạng thái ngủ say. Tiêu Dật Phong hỏi nghi ngờ của mình. Mạnh bà lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói, ta nào biết được hắn có thể hay không ngủ say, bất quá hắn là dựa vào thiên đạo mà tồn, theo lý thuyết là sẽ ngủ say. Tiêu Dật Phong thầm than một tiếng, xem ra chính mình vẫn là phải đi tìm đường chết một chút, khảo thí thiên đạo sứ giả trạng thái. Hắn thực sự không muốn kéo dài nữa, hận không thể ngay lập tức đi tìm Liễu hàng Yên nói rõ ràng hắn tự lẩm bẩm dựa vào thiên đạo mà tồn cũng chính là hắn cùng quy nguyên pháp tắt một dạng nói cách khác khi thiên đạo sụp đổ tới trình độ nhất định hắn cũng sẽ đánh mất lực lượng mạnh bà gật đầu nói không sai đây cũng là vì cái gì mệnh tôn một mực tại làm mưa làm gió nguyên nhân nếu như thiên đạo sứ giả thật lâm vào ngủ say nó sẽ từ thiên địa trật tự bên trong hấp thu lực lượng khôi phục nếu như thiên địa trật tự tiến một bước sụp đổ sẽ kéo dài nó khôi phục thời gian thậm chí sẽ để cho nó ở trong giấc mộng chết đi Tiêu giật phong cấp tốt nắm chắc đến trọng điểm, ánh mắt hắn sáng lên, lại không khỏi chần chờ. Nếu như nói không phải muốn dẫn đến thiên đạo sụp đổ, mới có thể đánh vỡ cái này quy nguyên pháp tắc cùng thoát khỏi thiên đạo sứ giả khống chế lời nói. Vậy hắn cùng số mệnh tổ chức mục đích ngược lại là có chút nhất trí, đó chính là thiên hạ đại loạn. Bất quá hắn cũng có một loại khả năng khác tính, đó chính là thay thế chi pháp, chính mình thay thế đối phương, thay đối phương hoàn thành số mệnh. Nếu như Lâm Thanh Nghiên số mệnh chính là dẫn phát lần thứ hai chính tà đại chiến lời nói, vậy mình liền thay nàng hoàn thành cái này số mệnh. Chương 964, người đây cũng còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiêu giật phong không khỏi than nhẹ một tiếng, xem ra chính mình là tránh không được muốn trở thành số mệnh tổ chức một thanh lưỡi dao. Chính mình cuối cùng vẫn là không có thoát khỏi thất sát số mệnh phải không? Hắn suy nghĩ thật lâu, mới rốt cục hạ quyết tâm, hắn tại luân hồi trong tiên phủ tìm được Lâm Thanh Nghiên cùng Khương Gia tỷ muội. Hắn cùng Lâm Thanh Nghiên thương lượng một phen, hắn dự định trở về tinh thần thánh điện một chuyến. Lâm Thanh Nghiên chỉ cần có thể cùng hắn đi đến một đoạn đường, không sai biệt lắm trở lại Tinh Thần Thánh Điện, liền có thể tiến vào luân hồi trong tiên phủ chờ đợi mình. Chính hắn có thể mở ra một đoạn thời gian vô thiên chi địa, tiến vào tinh thần trong thánh điện. Lâm Thanh Nghiên đối với cái này không có gì dị nghị, sau đó hai người nhìn về hướng Khương gia tỷ muội. Tân Ninh cô nương, các ngươi có thể có tính toán gì? Lâm Thanh Nghiên hỏi. Dự định. Chúng ta đã rời đi Tân Hoè thôn sao? Khương Tân Ninh hỏi. Lâm Thanh Nghiên gật đầu cho các nàng nói một lần tình huống bên ngoài, hai người đều là một mặt mờ mịt. Đối với các nàng tới nói, từ nhỏ sinh hoạt tại Tân Hòe Thôn, đời đời không ai ra ngoài. Nơi đó chính là các nàng toàn bộ thế giới, bây giờ lại đột nhiên nói cho các nàng biết, đã ở bên ngoài. Các nàng tự nhiên là không biết làm thế nào, không biết mình nên làm cái gì. Khương Tân Ninh mở miệng nói, tỷ muội chúng ta không có đi ra Tân Quý Thôn, hết thảy nghe theo hai vị ân nhân an bài. Tiêu Dật Phong đối với Lâm Thanh Nghiên nói, các nàng đến có người chiếu cố mới được, thế giới bên ngoài có thể không thể so với tiểu trấn. Lâm Thanh Nghiên cũng có chút khó xử, hai người bọn họ cũng không thể một mực sống ở luân hồi này trong tiên phủ đi. Nếu như nàng còn tại tinh thần thánh điện còn tốt, dàn xếp hai người bọn họ cũng chính là chuyện một câu nói. Hiện tại nàng rốt cục ý thức được không có quyền lực, thật đúng là có chút phiền phức địa phương. Nếu như hai vị khương cô nương không để ý, ta an bài cho các ngươi một chỗ trụ sở vừa vặn rất tốt. Tiêu giật phong hỏi. Hết thảy nghe dịp công tử an bài chính là. Khương Tân Ninh gật đầu nói. Bên cạnh nàng Khương Tân Vũ cũng u mê địa điểm một chút đầu. Ngươi muốn cho các nàng đi trích tinh cát?" Lâm Thanh Nghiên hỏi. "Ân, trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì an bài xong sao?" Tiêu Dật Phong hỏi ngược lại. Lâm Thanh Nghiên vậy mà không phản bác được, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Dù sao đem các nàng hai người tùy tiện an bài tại một chỗ, chỉ sợ bọn họ chân trước vừa đi, hai cái này không biết thế sự nữ tử liền bị người bán. Lúc này bọn hắn đem Khương gia tỷ muội từ luân hồi trong tiên phủ mang ra, sau đó mang theo các nàng cùng một chỗ hướng tinh thần thánh điện bay đi. Dọc theo con đường này bọn hắn ngẫu nhiên cũng tiến vào trong thành, Khương gia tỷ muội chưa từng thấy nhiều người như vậy thành trì, đều sợ ngây người. Hai người thân ở ngựa xe như nước, lại có chút bàn hoàng vô y. Tiêu giật phong hai người an ủi một phen, lâm thanh nghi nhiệt tâm cho các nàng giới thiệu các loại đồ vật, giúp các nàng dung nhập thế giới này. Đêm hôm ấy, tiêu giật phong bốn người tìm một chỗ khách sạn ở lại. Khương Tân Ninh đột nhiên nửa đêm đến đây gõ cửa lâm thanh niên lập tức nhớ tới ở trên trời long quốc phát sinh sự tình chẳng lẽ mình lại dẫn sói vào nhà nàng trừng tiêu giật phong một chút chính mình mỗi ngày trầm chầm, chầm phòng ngươi làm sao còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt tiêu giật phong một mặt vô tội hắn cũng có chút mộng lâm thanh niên đối với cửa phòng ra hiệu một chút trên mặt mang cười lạnh để tiêu giật phong đi mở cửa tiêu giật phong tại lâm thanh niên uy hiếp bờ lăng lệ trong ánh mắt kiên trì tiến đến mở cửa phòng hắn nghi hoặc hỏi khương cô nương đến đây tìm ta sao Khương Tân Ninh tự hồ sợ hết hồn nói, như thế nào là dịp công tử ngươi? Ta tìm đến Lâm Cô Nương. Nàng có chút mờ mịt, chính mình hỏi tiểu nhị, rõ ràng nói Lâm Cô Nương ở nơi này a. À? Tiêu giật phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, Khương Tân Ninh là tìm đến Lâm Thanh Nghiên. Hắn trở lại nhìn về phía Lâm Thanh Nghiên cười nói, Thanh Nghiên nương tử, tìm ngươi. Lâm Thanh Nghiên lập tức có chút xấu hổ vô cùng, chính mình ba lần bốn lượt phủ nhận, lần này ngược lại tốt, nửa đêm bị phát hiện hai người ngủ chung phòng phòng. Sắc mặt nàng có chút mất tự nhiên đi đến bên ngoài, cười nói, Khương cô nương tìm ta có chuyện gì không? Khương Tân Ninh lúc này mới phát hiện chính mình tới không phải lúc, ngượng ngùng nói, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, nếu không ta ngày mai hỏi lại. Lâm Thanh Nghiên trừng mắt liếc một mặt trêu ghẹo tiêu giật phong, thẹn quá thành giận nói, Diệp thần, ngươi đi ra ngoài cho ta chờ lấy. Nàng không nói lời gì đem tiêu giật phong đẩy đi ra, sau đó lôi kéo Khương Tân Ninh cười nói, Khương cô nương, đêm dài lộ nặng, chúng ta đi vào lại nói. Tiêu giật phong ba một cái bị giam tại bên ngoài gian phòng, lập tức cảm thấy thê, thê thê thảm thảm ưu tư chính mình không có việc gì cười cái gì a à. cũng may chính mình có hay không thiên chi lĩnh vực không phải vậy lần này liền phiền toái lâm thanh niên lôi kéo khương tân ninh vào phòng bên trong cho nàng rót chén trà hỏi khương cô nương tìm ta có chuyện gì không khương tân ninh đột nhiên đứng dậy đối với lâm thanh niên quỳ xuống cầu xin hai vị nếu có thể thu thập luân chuyển quỷ vương nếu như về sau hai vị tiên nhân có cơ hội hy vọng có thể cứu một chút trong thôn những người khác tân ninh nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp hai vị ân tình Lâm Thanh Nghiên vội vàng dìu nàng đứng lên nói với nàng, Khương cô nương nói quá lời, ngươi yên tâm, về sau nếu là có cơ hội, chúng ta biết. Khương Tân Ninh bị nàng đỡ dậy, trịnh trọng đạo, Tân Ninh thay trong thôn những người khác tạ quá Lâm Tiên Tử Đại Ân. Lâm Thanh Nghiên xin lỗi nói, ngươi cũng không cần tạ ngã nhanh như vậy, chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Khương Tân Ninh lắc đầu nói, Tiên Tử có thể đáp ứng ta tiến đến đã đủ rồi, ta tin tưởng Tiên Tử nhất định sẽ làm được. Lâm Thanh Nghiên cười nhạt một chút, sau đó nhìn một chút ngoài cửa cười nói, làm trâu làm ngựa lời này ngươi nói với ta liền tốt. Chớ để cho hắn nghe được, không phải vậy ta sợ hắn lên khác tâm tư. Đến lúc đó coi như phiền toái. Cương Tân Ninh giật nảy mình, vội vàng nói, Tân Ninh không có ý tứ kia, Lâm Tiên tử không nên hiểu lầm. Mà lại Lâm Tiên tử đẹp như tiên nữ, Diệp công tử như thế nào lại để ý Tân Ninh bực này liễu yếu đào tơ. Lâm Thanh Nghiên che miệng cười nói, ta hù dọa ngươi, ngươi đừng như vậy câu nệ, giống như trước đó liền tốt. Cương Tân Ninh ân một chút chần chờ một chút nói, Lâm Tiên Tử, đổ thôn trường không có sao chứ. Lâm Thanh Nghiên không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, hỏi ngược lại, ngươi rất quan tâm hắn. Khương Tân Ninh đôi mắt buông xuống nói, tại cái thôn kia bên trong, hắn là vì số không nhiều tốt với ta người. Hắn không tính là người tốt lành gì, nhưng đối với ngươi thật không tệ. Ngươi muốn theo hắn cùng một chỗ. Lâm Thanh Nghiên hỏi. Khương Tân Ninh mờ mịt lắc đầu nói, ta không biết, chẳng qua là cảm thấy hắn đối với ta tốt như vậy, ta lại không quan tâm chính mình đi. Tử Đằng thật sự là hắn trợ trụ vi ngược, nhưng hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, tại đám kia quỷ vần quanh địa phương, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Thanh Nghiên an ủi, ngươi không dụng tâm có lo lắng, hắn biết ngươi an toàn chắc hẳn cũng sẽ yên tâm. Hắn sẽ không có sự tình, ngươi cùng hắn ở giữa không nhất định là tình cảm, càng có thể là cảm kích. Nhưng nàng nhưng trong lòng thì có chút im lặng, trong lúc này chính mình chiêu tà chú đổ thôn trường nếu quả thật giống Khương Tân Ninh nói tới, bất động tà niệm tự nhiên không có việc gì. Chiêu tà chú chỉ nhằm vào ác nhân, dù là ngươi làm trành cho hổ, nếu là trong lòng không có ác niệm cũng sẽ bình yên vô sự. Nếu là trong lòng của hắn động ác niệm, tiếp tục làm sằng làm bậy, tự nhiên sẽ đưa tới bách quỷ tà túy, tà niệm không chỉ, vĩnh viễn không thôi. Nói như vậy, trừ phi mình phi tốc trở về cứu hắn, không phải vậy chỉ sợ đã sớm chết đi. Thôi, tình cảm của người khác sao, mình làm không được chủ. Lần sau tìm thời gian tiến về tử vong chi cốc, nếu như hắn còn sống, chính mình liền cho hắn một cơ hội, dẫn hắn ra đi đó cũng là chính hắn động tà niệm rồi, tiếp tục làm ác mới đưa đến, gieo gió gặp bão, không oán người được. Chương 965, thiên đạo sứ giả ngươi quốc ra đây cho lão tử. Lâm Thanh Nghiên cùng tiêu giật phong không giống với, nàng không có ở kiếp trước ký ức, không biết đổ thôn trường cùng khương gia tỷ muội sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là một cái trong thôn ác bá thôn trưởng, mặc dù đối với Khương Tân Ninh không sai, nhưng phẩm hạnh không thể nói tốt. Hắn muốn cứu Khương Tân Ninh không có vấn đề, nhưng hy sinh chính mình liền có vấn đề từ nhỏ đến lớn tại tinh thần thánh điện loại địa phương kia lớn lên nàng, nhưng không có cái gì lấy ơn báo oán thói quen. Nàng thưởng thức Khương Tân Ninh ra nước bùng mà không nhiễm, cho nên đối với các nàng tỷ muội tương đối hiền lành. Nhưng đối với dám ra tay ám toán mình hai người đổ thôn trường, nàng không có ngay tại chỗ giết đã coi là không tệ. Tiêu Dật Phong tự nhiên biết Lâm Thanh Nghiên không phải cái gì vô hại bé thỏ trắng, đối với nàng dùng chiêu tà chú cách làm cũng không có ngăn cản. Hắn không phải thiện nhân, chính hắn cũng đều vì chính mình nữ nhân hy sinh người khác, cho nên hắn không kinh bị đổ thôn trường. Nhưng Lâm Thanh Nghiên không nguyện ý buông tha hắn, mà lại dùng cũng chỉ là chiêu tà chú, tiêu giật phong cũng không có nhúng tay. Đổ thôn trường cũng không phải người tốt lành gì, có lẽ tại dưới loại tình huống này hắn có thể đối với Khương gia tỷ muội tốt. Nhưng đi ra về sau ai có thể cam đoan hắn sẽ không tiếp tục làm ác, cuối cùng liên lụy Khương gia tỷ muội Hoặc là kiến thức thế gian phồn hoa về sau, đối với Khương gia tỷ muội không phải đánh thì mắng đâu. Ác nhân, như tiêu giật phong chính mình bình thường, là rất khó sửa đổi tới cho nên chiêu tà chú cũng coi là tiêu giật phong cho hắn khảo nghiệm nếu như hắn qua hắn cũng nguyện ý cho hắn một lần nữa làm người cơ hội nghĩ thông suốt nguyện ý lạc đường biết quay lại sống không nghĩ ra tiếp tục chấp mê bất ngộ chết khương tân ninh tỉnh tỉnh mê mê địa điểm một chút đầu sau đó cười nói đêm đã khuya ta sẽ không quấy rầy lâm cô nương các ngươi nghỉ ngơi lâm thanh niên sắc mặt đỏ lên sau đó càng che càng lộ nói ta cùng hắn không có gì ngươi đừng hiểu lầm khương tân ninh lý giải nở nụ cười sau đó đứng lên cáo từ Lâm Thanh Niên đưa nàng ra ngoài. Tiêu Dật Phong thấy các nàng nói xong, dự định đi vào gian phòng, kết quả Lâm Thanh Niên ba một cái đem cửa phòng đóng lại. Diệp thần, ngươi về sau có thể tự mình một người ngủ. Tiêu Dật Phong cực kỳ bi thương nói, Thanh Nghiên nương tử, mở cửa A, bên ngoài dạ hàng lộ nặng, ta sẽ đến gió rét. Lâm Thanh Nghiên ở bên trong trận trắng mắt, kéo đâu, xuất khiếu tu sĩ có thể bị gió thổi ra phong hàng. Nàng lạnh lùng nói, chính ngươi đi tìm trưởng quỷ lại mở cái gian phòng. Tiêu Dật Phong kêu trên một tiếng nói, đừng a, nương tử, ta nửa đêm linh lực khô kiệt, sẽ không cẩn thận đem vô thiên chi địa đóng. Lâm Thanh Nghiên bất vi sở động, tiêu giật phong tiếp tục hỏi, Thanh Nghiên, ngươi thật nhẫn tâm ta một người ngồi sổn ở cửa ra vào sao? Tiêu giật phong ở bên ngoài các loại bán thảm, lại bị hắn dạng này làm ầm ĩ xuống dưới, toàn bộ khách sạn đều biết. Lâm Thanh Nghiên thực sự có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mở cửa phòng để hắn tiến đến. Hừ! Làm cho khó nghe muốn chết. Lâm Thanh Nghiên chạy về trên giường, khoanh chân vào chỗ chuẩn bị tu luyện. Kết quả cái này không biết xấu hổ gia hỏa thế mà cũng bu lại. Hắn cười đùa tí tưởng nói trên mặt đất lạnh, trên mặt đất tu luyện dễ dàng lạnh lấy. Lâm Thanh Nghiên vừa bực mình vừa buồn cười, gia hỏa này thật sự là không biết xấu hổ, là cẩu gia thuốc cao a. Tiêu Dật Phong bốn người một đường hướng Tinh Thần Thánh Điện bay đi, bởi vì muốn chiếu cố Khương gia Tỉ muội, bỏ ra nửa tháng mới tới Tinh Thần Thánh Điện phụ cận. Tiêu Dật Phong đưa Lâm Thanh Nghiên cùng Khương gia tỷ muội tiến vào luân hồi trong tiên phủ, sau đó dùng tinh bàn đưa tin cho Nhan Thiên Cầm. Rất nhanh Nhan Thiên Cầm liền từ tinh thần thánh điện bên trong đi ra, nhìn thấy Tiêu Giật Phong tự nhiên là vui vô cùng. Nàng như bay nhào vào trong ngực hắn, vui vẻ nói, ngươi trở về. Tiêu Giật Phong ôm Nhan Thiên Cầm có chút ấy nấy nói, có việc trở về một chuyến, còn phải ra ngoài một đoạn thời gian. Nhan Thiên Cầm nghe vậy có chút thất lạc, nhưng vẫn là lên dây có tinh thần cười hỏi, vậy ngươi sẽ lưu tại cái này bao lâu? Tiêu Giật Phong nhìn xem nàng, miễn cười nói, hẳn là sẽ dừng lại 10 ngày nửa tháng đi, cùng ngươi một đoạn thời gian. Nhan Thiên Cầm lúc này mới lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, cái này khiến Tiêu Dật Phong trong lòng ấy nấy càng sâu. Nàng muốn chính là nhàn vân giả hạt bình thường sinh hoạt, chính mình lại đưa nàng đẩy vào tinh thần thánh điện chỗ như vậy. Hắn thương tiếc sờ lên mặt của nàng nói, lại có mấy năm, ta sẽ trở về tinh thần thánh điện bên này. Thời gian ngắn sẽ không đi, coi như đi, ta cũng sẽ mang ngươi rời đi. Nhan Thiên Cầm trong mắt quan mang sáng lấp lánh, nàng có chút khó có thể tin nói, thật sao? Tiêu Dật Phong trùng điệp gật đầu một cái, Nhan Thiên Cầm hạnh phúc có loại giống như nằm mơ cảm giác. Từ khi đi cùng với hắn sau, hai người vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn cùng lơ lửng không cố định lãng tử bình thường, luôn luôn thần thần bí bí, chẳng biết đi đâu. Khó được hắn sẽ như thế trịnh trọng cho ra hứa hẹn, cái này khiến Nhan Thiên Cầm cảm thấy mình những năm này không uổng công chờ đợi. Nàng rất nhanh thu thập tâm tình một chút, hỏi, ngươi muốn tìm sư tôn sao? Tiêu Dật Phong gật đầu, nhưng lại cười nói, cái này trước không vội, bây giờ còn có càng khẩn yếu hơn sự tình tìm lãnh tịch thu sớm muộn đến tìm, nhưng trước mắt những này đều không phải là trọng điểm. Chuyện trọng yếu nhất là xác định thiên đạo sứ giả đến cùng có hay không ngủ say. Muốn biết những này, cũng chỉ có tìm đường chết một con đường này. Tiêu Dật Phong đã sớm muốn khảo thí thiên đạo sứ giả tồn tại, nhưng Lâm Thanh Nghiên ở bên hắn không tốt khảo thí. Hắn còn phải dựa vào cái này vô thiên chi địa lý do này đem Lâm Thanh Nghiên cột vào bên cạnh mình. Hôm nay rốt cục một thân một mình ở bên ngoài, hắn quyết định tuân theo nội tâm bản năng tìm đường chết một lần. Nhan Thiên Cầm không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo tiêu dật phong hướng địa phương vắng vẻ bay đi. Hai người lại bay rất xa, tìm kiếm khắp nơi trống trải địa phương không người. Nhan Thiên Cầm trong lòng thẳng từ nhỏ cửu cửu, gia hỏa này sẽ không lại ý tưởng đột phát, muốn làm thứ gì cảm thấy khó xử sự tình đi. Bất quá hắn không phải là không muốn dùng phân thân làm loại sự tình này sao? Chẳng lẽ đây là bản thể hắn? Thế nhưng là loại chuyện này tiến vào luân hồi tiên phủ làm tiếp không được sao? Nghe nói có ít người liền ưa thích tại giả ngoại đi việc cẩu thả, gia hỏa này sẽ không cũng thức tỉnh cái này biến, thái yêu thích đi. Chính mình hẳn là cự tuyệt đâu. Hay là tuân theo hắn ý tứ đâu. Nàng cảm thấy mình khó mà tiếp nhận, nhưng hai người xa cách từ lâu trùng phùng, nàng lại không đành lòng cự tuyệt tiêu giật phong. Nàng xoắn suýt vạn phần, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tiêu giật phong tự nhiên là không biết nhan thiên cầm suy nghĩ trong lòng, giờ phút này hắn tâm thần bất định bất an rất. Đi vào một chỗ trống trải đất trống, tiêu giật phong bốn chỗ nhìn một chút cười nói, nơi này không có người nào, không còn gì tốt hơn hắn đột nhiên phát hiện nhan thiên cầm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng kinh ngạc nói thiên cầm mặt ngươi làm sao như vậy đỏ có phải hay không có chỗ nào không thoải mái nhan thiên cầm sắc mặt đỏ bừng lắc đầu nói không có gì chúng ta tới cái này làm gì tiêu giật phong cười nói ta tới đây làm thảo thí ngươi đi trước xa một chút hắn để nhan thiên cầm cách mình xa một chút tránh cho tổn thương đến nàng nhan thiên cầm thế mới biết chính mình nghĩ lầm không khỏi mặt càng đỏ hơn vội vàng bay xa đi lãnh tỉnh một chút tiêu giật phong nhìn lên bầu trời cắn răng một cái đem trên người mình vô thiên chi địa cho đóng lại chậm đợi thiên đạo giáng lâm nhưng mà đi qua một hồi hắn chỉ cảm thấy chính mình chung quanh một lần nữa trải rộng đủ loại quy tắc nhưng không có biến hóa khác tiêu giật phong trong lòng cuồng hỉ nhưng lại không xác định có phải hay không thiên đạo sứ giả không có kịp phản ứng hắn lớn tiếng chỉ vào trời quát mắng thiên đạo sứ giả ngươi cút ngay cho ta đi ra hắn tùy thời chuẩn bị co cẳng liền chạy một lần nữa mở ra vô thiên chi địa nhưng một lát sau linh giác của hắn cảm giác được có một đạo ánh mắt nhìn chăm chú đến hắn. Cái này ánh mắt lại cùng lúc trước thiên đạo sứ giả ánh mắt không giống với, có vẻ hơi mờ mịt vô thần cảm giác. Chương 966, người cái kia càng rỡ ánh mắt cho ta thu liễm một chút. Cảm nhận được tầm mắt ngốc trệ, tiêu giật phong trong lòng cuồng hỉ, chỉ vào trời thống mà nói, thiên đạo sứ giả, lão tử viết ngươi bố khỉ. Nằm, rảnh, thế mà thật không có phản ứng. Ngươi đại gia. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao. Xuống tới, lão tử giết chết ngươi. Tiêu giật phong tốt một trận thống mạ, đem chính mình trong khoảng thời gian này biệt khuất đều mắng đi ra. Nhan thiên cầm không biết tiêu giật phong muốn làm cái gì, chỉ gặp hắn một mực tại chỉ vào thiên nhất đốn cùng mắng, tự hồ phát tiết cái gì bất mãn. Trong mắt nàng không khỏi có chút lo lắng, dịp thần hắn sẽ không thụ cái gì đâm, kích đi. Chẳng lẽ là ở bên ngoài trải qua không thế nào tốt? Tiêu giật phong mắng một hồi lâu, cùng tiếu không chỉ, đột nhiên một đạo thiên lôi đánh xuống, đem hắn bổ đến ngốc tại chỗ. diệp thần, ngươi không sao chứ? Nhan Thiên cầm gặp Tiêu Dật Phong nửa ngày không nhúc nhích, lo âu bay tới, đã thấy Tiêu Dật Phong cười ha ha không ngừng, cười đến ngăn không được. Cái này khiến Nhan Thiên cầm không gì sánh được lo lắng, đây là bị thiên lôi bổ choáng ván. Nàng dọa đến hoa dung thất sắc, lo lắng hỏi, Diệp thần, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa ta à. Tiêu Dật Phong cười là bởi vì hắn cảm giác đến cái này thiên lôi bên trong cũng không có mặt khác ý chí, chỉ là đơn thuần bởi vì chỉ mắng thượng thương mà đưa tới. Hắn viện Nhan Thiên cầm cười không ngừng, hơn nửa ngày mới ngưng cười. Hắn một phương diện vui vẻ thiên đạo sứ giả thật ngủ say, một phương diện khác cười chính mình cùng không khí đấu trí đấu dũng nửa ngày. Chính mình lại là tổn thương liễu hàng yên, lại là lo lắng hải hùng, né tránh. Ai biết thiên đạo sứ giả đã sớm ngủ say, bày cái không thành kế cho mình, dọa đến chính mình gần chết. Bây giờ biết được đây hết thảy, hắn không khỏi lòng chỉ muốn về, không gì sánh được muốn đuổi tới liễu hàng yên bên người ôm nàng. Hắn nắm chặt nắm đấm, sau đó đối với ngang thiên cầm nói, ta không sao, ngươi đi trước xa một chút. Tại phía xa vấn Thiên Tông Tiêu Dật Phong bản thể tại trong bế quan đột nhiên mở to mắt, trong mắt của hắn kích động khó nén. Hắn nhìn xem đối diện giống như tiên tử vào chỗ sơ mặt, hay là đè xuống kích động trong lòng. Hắn đầu tiên là lấy bản thể trao đổi luân hồi tiên phủ, thành công đem bản thể cùng luân hồi tiên phủ một lần nữa tạo dựng liên hệ. Tiêu Dật Phong bất động thanh sắc thu hồi cùng lần đầu tiếp xúc tay, đứng dậy. Sơ mặt kém chút từ trong nhập định bừng tỉnh, Tiêu Dật Phong vội vàng dùng tiếng lòng trấn an nàng, biểu thị chính mình chỉ là ra ngoài có việc. Làm xong đây hết thảy, hắn đi vào bế quan trong mật thất tắm gội trong phòng, vung tay lên mở ra luân hồi tiên phủ. Hắn một cước bước vào luân hồi tiên phủ, đứng tại chỗ chờ một hồi lâu. Mắt thấy thiên đạo sứ giả vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, hắn rốt cục vững tin, thiên đạo sứ giả ngủ say. Suy nghĩ liên tục, tiêu dật phong vẫn là không có lựa chọn bước vào luân hồi trong tiên phủ. Hắn không biết mình biến mất ở thế giới này có thể hay không bừng tỉnh thiên đạo sứ giả, cho nên ổn thỏa lý do, hắn không có lựa chọn đi vào luân hồi tiên phủ. Tiêu Dật Phong đem trong tay mấy thứ đồ ném đi đi vào, bên trong có chính mình từ Lục Ngọc Sơn cái kia đoạt tới nguyên từ khoáng thạch cùng Tô Diệu Tình nhặt được tinh hạch. Những vật này tại chính mình thất sát phân thân trong tay tác dụng càng lớn, trên người mình chỉ là dư thừa. Hắn đưa tay đóng lại luân hồi tiên phủ, một lần nữa đi trở về nơi bế quan, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Nếu thiên đạo sứ giả đã ngủ say, chính mình nên tăng thêm tốc độ đem cái này đáng chết thiên đạo lạc ấn cho bỏ đi. Hắn không có lập tức vội vã xuất quan đi tìm Liễu Hàn Yên bởi vì hắn không biết làm sao cùng sư phụ sư nương nói chính mình bây giờ xuất nhập vấn thiên tông cũng không có trước đó dễ dàng như vậy nhưng liễu hàn yên hắn khẳng định là muốn đi gặp mà lại chỉ có thể lấy bản thể tiến đến hắn đã nghĩ đến một cái có thể làm cho bản thể càng nhanh tới đạt bắt vực chắc chắn sẽ không kinh động bất luận người nào phương pháp cho nên hắn mới bình chân như vậy tu luyện không phải vậy lấy hắn đối với liễu hàn yên tưởng niệm dù là xong cũng phải xong ra đi mà tại tiêu giật phong bản thể mở ra luân hồi tiên phủ thời điểm bên trong mạnh bà trong mắt chợt lóe sáng đã lâu không gặp đâu đây là tiểu tử kia bản thể tiêu giật phong phân thân bên kia đưa tay từ luân hồi trong tiên phủ xuất ra bản thể ném vào tới đồ vật lộ ra ý cười nguyên lai ngươi thật ngủ say nhan thiên cầm không hiểu thấu nói ai ngủ say diệp thần ngươi đừng dọa ta tiêu giật phong ôm nàng tại trên mặt nàng một trận cùng thân một mặt ý cười nói không có gì chỉ là trên đầu treo lấy kiếm không có nhan thiên cầm mặc dù nghĩ mãi mà không rõ nhưng vẫn là có thể cảm nhận được tiêu giật phong phát ra từ nội tâm vui sướng nàng cũng từ đáy lòng vui vẻ. Nàng không có nhiều tạp niệm như vậy, vui hắn chỗ vui, lo hắn chỗ buồn, duy này mà thôi. Tiêu giật phong đè xuống hưng phấn trong lòng, cười nói, chúng ta đi tìm thái thượng trưởng lão đi. Nhan thiên cầm gật đầu một cái, hai người bay trở về. Nhưng ở trên đường, hai người đều phát hiện tiêu giật phong tựa hồ cực kỳ không may. Lấy tu vi của hắn, tại hoang sơn giả lĩnh này thế mà còn gặp không ít không có mắt mảnh thú tiến công. Tiêu giật phong lập tức minh bạch, thiên đạo sứ giả nhất định tại chính mình phân thân trên thân hạ cái gì nguyền rủa chính mình cái này khí vận nhất định là không may tới cực điểm hắn vội vàng một lần nữa khởi động vô thiên chi địa tránh cho tiếp tục gặp phải những chuyện khác tới gần tinh thần thánh điện tiêu giật phong hóa thành một đạo hắc vụ bay vào nhan thiên cầm dưới váy do nàng mang theo tiếng vào tinh thần thánh điện nhìn thấy cái này quen thuộc một màn nhan thiên cầm không khỏi lộ ra ý cười dâm tặc này vẫn là như vậy các loại tiến vào xem sao trên sườn núi trích tinh các thời điểm tiêu giật phong thấy chung quanh không có người cũng liền hiện ra thân thể đi theo bên cạnh nàng đi vào bên trong đi dù sao cũng không thể mỗi lần đều từ dưới váy chui ra ngoài hay là phải chú ý một chút hình tượng tại tiêu dật phong hiện ra thân thể thời điểm lãnh tịch thu liền trước tiên đã nhận ra hắn tiêu dật phong vốn định để ngang thiên cầm thông báo một tiếng kết quả lãnh tịch thu đã trực tiếp mở miệng nói vào đi tiêu dật phong nhanh chân đi vào trong điện chỉ gặp lãnh tịch thu vẫn là một thân giảng lược tóc dài như là trượt bột bình thường treo ở sau lưng vô cùng đơn giản mặc kiện kia phòng ngự thần khí hắc liên nghe thường nàng trần trụi ngọc túc như ngọc cổ tay cùng trên cổ chân đều cột dây đỏ càng lộ ra trắng nõn nàng xem ra phong hoa tuyệt đại như là không nhiễm phàm tục tiên tử tuyệt không như cái ma đạo cự phách nhưng biết nàng tình huống thật tiêu giật phong thẳng lắc đầu cái này thái thượng trưởng lão hay là nghèo như vậy giày đều không có đến mặt cũng liền chỉ có một thân thực lực chính mình đi theo nữ nhân này xem ra cũng phải nghèo khó thất vọng a à, vì chính mình tương lai vận mệnh lo lắng hay là đi theo diêu nhược yên thời điểm dễ chịu chính mình muốn hay không suy tính một chút thay đổi địa vị tính toán lãnh tịch thu bị hắn cái này cổ quái lại ánh mắt thương hại thấy toàn thân không được tự nhiên, không cần hỏi đều biết gia hỏa này không có an cái gì hảo tâm nghĩ. Nàng im lặng nói, dịp thần, ngươi cái kia càng rỡ ánh mắt cho bản tọa thu liễm một chút. Nhìn loạn cái gì đâu. Tiêu dật phong tự nhiên không có khả năng nói mình tại đồng tình nàng, chỉ có thể nói, ta sợ trời đông giá rét, thái thượng trưởng lão không mang giày lạnh lấy. Lãnh tịch thu nghe ra hắn nói bóng gió, không phải liền là trào phúng chính mình nghèo sao. Nàng đối với nhan thiên cầm nói, lãnh nguyệt, ngươi đi xuống trước. Nhan Thiên cầm lần nữa cảm giác được giữa hai người này tuyệt đối có vấn đề, giữa hai người quá tùy ý, Tiêu Dật Phong thái độ quá làm càng. Nhưng nàng giờ phút này không thể không tuân theo sư mệnh, cung kính lên tiếng đi đến bên ngoài đi chờ đợi đợi. chương 967, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không vừa ý ta. Nhan Thiên cầm sau khi đi, lãnh tịch thu cười lạnh một tiếng, đứng lên đưa tay chụp tới, cách không đem Tiêu Dật Phong kéo tới. Nàng một thanh nắm chặt Tiêu Dật Phong cổ áo, cười như không cười hỏi, ngươi là lo lắng ta lạnh lấy a? hay là trào phúng ta nghèo rất mồng tơi a à? tiêu giật phong cười khang một tiếng nói đương nhiên là lo lắng ngươi lạnh lấy a à. lãnh tịch thu hừ lạnh một tiếng buông ra cổ áo của hắn thuận thế ngồi về trên chỗ ngồi nàng giang tay ra nói không có cách nào nghèo rất mồng tơi a à. sau đó đôi mắt đẹp vừa nhất cười nói nghe nói ngươi giàu đến chảy mở nếu không tùy tiện khen thưởng điểm thần khí đến ta cũng không cần chân trần nàng duỗi ra hai cái như ngọc chân nhỏ tại tiêu giật phong trước mặt quơ quan minh chính đại hướng hắn lừa đảo tiêu giật phong trợn trắng mắt nói thái thượng trưởng lão nói đùa ta muốn thật như vậy giàu có há lại sẽ tại cái này lãnh tịch thu cười lạnh một tiếng nói không có vậy ngươi còn giả quan tâm cái gì a à? lãng phí biểu lộ tiêu giật phong cười khang một tiếng phát hiện mình bây giờ tình cảnh có chút xấu hổ lãnh tịch thu đem hắn nắm chặt tới kết quả hiện tại lãnh tịch thu ngồi hắn ở trên cao nhìn xuống đứng đấy hai người cách lại gần ánh mắt hướng xuống ngắm còn có thể nhìn thấy hai tòa có chút tráng quan tuyết bạch phong loan lãnh tịch thu gặp gia hỏa này ở trên cao nhìn xuống đứng đấy, tại quan minh chính đại chiếm chính mình tiện nghi. Nàng đưa tay che một chút cổ áo, tức giận nói, xéo đi, đứng cao như vậy làm gì? Tiêu giật phong bất đắc dĩ, đây không phải ngươi bắt ta đi lên sao? Chính mình cũng không thể ngồi sổng xuống đi, xám xịt đi xuống giống như cũng rất mất mặt bộ dáng. Hắn quyết tâm liều mạng, đối với lãnh tịch thu nói, thái thượng trưởng lão, vương tọa này tự hồ rất rộng, chúng ta chen chen. Lãnh tịch thu đại não có chút quá tải đến, gia hỏa này làm sao có ý tứ muốn chính mình phân một nửa vương tọa cho hắn. Nàng nghiêm mặt, đằng đằng sát khí nhìn xem tiêu giật phong hỏi, ngươi xác định. Tiêu giật phong sao có thể sợ, chăm chú gật đầu nói, xác định. Lãnh tịch thu đột nhiên thổi phù một tiếng nở nụ cười, có ý tứ gia hỏa. Nàng hướng bên cạnh dời một chút nói, ngươi thật đúng là không sợ chết, ngồi đi. Dù sao như như lời ngươi nói, ta tinh thần thánh điện có ngươi một phần. Cái này vương tọa phân ngươi ngồi một chút, giống như cũng không thành vấn đề. Tiêu Dật Phong cũng không khách khí chút nào ngồi tại lãnh tịch thu nhường lại vị trí bên trên. Vương Tọa mặc dù không nhỏ, nhưng là ngồi hai người vẫn có chút chen, hai người không thể tránh né chạm vào nhau. Lãnh tịch thu có chút không được tự nhiên, để ra chủ đề hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Lâm Thanh nghiêng đâu? Ngươi có thể rời đi nàng. Ta trở về tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi thương lượng a, Thánh Nữ không có trở về. Tiêu Dật Phong cười nói, có thể bị ngươi xưng là chuyện quan trọng, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên là chuyện gì? lãnh tịch thu tò mò nhìn về phía tiêu giật phong. Cùng chính đạo chính thức khai chiến, công chiến mặt nham thành có hứng thú hay không? Tiêu giật phong hỏi. Lãnh tịch thu nghe hắn cái này lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lời nói, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình thật là có chút tin tưởng. Ngươi tên điên này, e sợ thiên hạ bất loạn đúng không? Ngươi muốn làm gì? Các ngươi không phải vẫn muốn cùng chính đạo phân cao thấp sao? Làm sao hiện tại rút lui? Tiêu giật phong cười nói. Khai chiến là chuyện sớm hay muộn, nhưng bây giờ rõ ràng còn không phải thời cơ tốt nhất, ngươi vì cái gì đột nhiên vội vã như vậy?" Lãnh Tịch Thu hỏi. Tiêu Dật Phong biết dựa theo bây giờ tiến trình, tinh thần thánh điện tốt nhất khai chiến thời cơ tuyệt đối không phải hiện tại. Yêu tộc còn tại chuẩn bị trong quá trình, bây giờ Long Mộng còn không có chỉnh hợp toàn bộ yêu tộc. Yêu tộc các tộc hay là năm bè bảy mảng, có thể sử dụng chiến lực vẫn là tương đương thiếu đất. Lại thêm bây giờ duy nhất một tòa công thành thần khí Tiểu Tinh Thần Sơn bị chính mình chỗ hủy đi. Diêu Nhược Yên còn phải một lần nữa chế tạo Tiểu Tinh Thần Sơn lại không biết muốn bao nhiêu năm. Ở kiếp trước Diêu Nhược Yên cũng là bị Lâm Thanh Nghiên tử vong làm đầu óc choáng váng, mới dưới cơn nóng giận trực tiếp mở ra chiến hỏa. Một thế này còn chưa có xảy ra loại chuyện này, tinh thần thánh điện tốt nhất chiến lược không thể nghi ngờ là dấu tài. Đợi đến toàn bộ tinh thần thánh điện chế tạo đầy đủ tiểu tinh thần sơn, đợi đến yêu tộc chỉnh hợp hoàn tất, mới là cùng chính đạo nhất quyết sinh tử thời cơ tốt nhất. Nhưng Diêu Nhược Yên có thể đợi, chính mình có thể đợi không được. Cái này cường đại quy nguyên chi lực, như là một thanh không biết lúc nào đến rơi xuống kiếm bình thường treo tại tiêu giật phong đỉnh đầu. Hắn không biết nó lúc nào sẽ đột nhiên rơi xuống, như là trước đó tô thiên dịch thời điểm bình thường, vô tình thu hoạch đi lâm thanh nghiên sinh mệnh. Trừ phi hắn có thể một mực để lâm thanh nghiên đợi tại luân hồi trong tiên phủ, vĩnh viễn không để cho nàng đi ra. Nhưng ném đi lâm thanh nghiên sự tình không nói, hắn cũng nhất định phải cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian, đối với thiên đạo sứ giả tạo thành trọng thương. Bây giờ đúng là mình phá giải thiên đạo lạc ấn tốt nhất thời điểm, tuyệt đối không thể để cho hắn nhanh như vậy thức tỉnh. Mặc kệ là vì Lâm Thanh Nghiên vẫn là vì chính mình, thiên hạ đại loạn đều là hắn hy vọng. Hắn quả quyết nói, hiện tại chính là tiến công chính đạo tốt nhất thời khắc, bỏ lỡ hiện tại, tương lai các ngươi nhất định trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần đại giới mới có thể công hãm mặt nham thành. Lãnh tịch thu đối với hắn không quan trọng cười nói, ngươi nói với ta những này không có tác dụng gì, tinh thần thánh điện làm chủ lại không chỉ là ta, còn có một cái diêu nhược yên đâu. Ta rất đơn giản, ngươi còn có hai lần tinh thần thánh điện quyền chỉ huy, ngươi nói một tiếng ta cùng ngươi đánh tới mặt nham thành chính là nàng lời này lập tức đem tiêu giật phong lời nói đều cho phá hỏng hắn thực sự không nghĩ tới lãnh tịch thu dễ nói chuyện như vậy nữ nhân này là điên rồi đi mặt nham thành đây chính là chính đạo cửa ải lớn nàng một tiếng này ra lệnh thế nhưng là máu chảy thành sông máu chảy thành sông đại chiến dù là chính mình có tinh thần thánh điện quyền sử dụng cũng không trở thành như vậy không có chút nào điều kiện đi hắn có mấy phần chần chờ nhìn xem lãnh tịch thu nói ngươi không sao chứ Lãnh tịch thu nghi ngờ nhìn xem hắn hỏi, ta có thể có chuyện gì? Tiêu giật phong bất đắc dĩ nói, ngươi dễ nói chuyện như vậy, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không coi trọng ta. Lãnh tịch thu đôi mắt đẹp trừng một cái, đưa tay làm bộ muốn đánh tiêu giật phong. Nàng tức giận nói, lăng. Có tin ta hay không một bàn tay đập chết ngươi? Nhất định phải mắng ngươi mới thoải mái đúng không? Tiêu giật phong về sau vừa trốn, vội vàng đưa tay nắm chặt tay của nàng cười nói, tự nhiên không phải, thái thượng trưởng lão có thể như vậy thủ tính, ta tự nhiên là tương đương hài lòng hai người dạng này đánh náo, không thể tránh né lại chen ở cùng nhau, hai người tay nắm, bầu không khí cũng có vẻ có chút mập mờ. Lãnh tịch thu hừ lạnh một tiếng đưa tay rút trở về, lập tức cảm thấy tiêu giật phong dáng quá tới gần. Nàng đem tiêu giật phong gạt mở một chút, có ý riêng nói, xem ra một tấm vương tọa quả nhiên vẫn là không ngồi được hai người, tựa như một núi không thể chứa hai hổ. Tiêu giật phong tự nhiên minh bạch lãnh tịch thu có ý tứ là để cho mình giúp nàng đem diêu nhược yên từ thánh hậu vị trí dùng xuống đến. Hắn cười cười nói, sai, một núi vẫn có thể cho hai hổ, một đực một cái là được. Người ta trước mắt liền phù hợp. Mà lại kỳ thật một tấm vương tọa cũng có thể tọa hạ hai người, ngươi nếu là ngại chen, ta ôm ngươi không được sao? Lãnh tịch thu có chút hăng hái nhìn xem hắn hỏi, vì cái gì không phải ta ôm ngươi đây? Tiêu giật phong không quan trọng giang tay ra nói, ngươi nếu là ưa thích ôm ta, ta cũng không để ý. Chương 968, bổn hậu nào dám đương nổi ngươi một tiếng này thánh hậu? Lãnh tịch thu đột nhiên cười nói, vậy ngươi đứng lên, chúng ta thử một chút. Tiêu giật phong nghe lời đứng lên, Lãnh Tịch Thu đột nhiên một cước hướng hắn đá tới. Tiêu Dật Phong sớm có phòng bị, thân hình hóa thành một đoàn hắc vụ, xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn khẽ mỉm cười nói, thái thượng trưởng lão cái này không đúng, sao có thể đánh lén đâu. Cũng may ta cũng không lỗ, phong cảnh tốt đẹp. Lãnh Tịch Thu còn duy trì một cái đùi ngọc nâng cao dáng vẻ, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đem nâng cao đùi ngọc thu hồi. Vì để tránh cho phía dưới tên ghê tởm kia tiếp tục nhìn lén mình xung quanh, nàng còn đặc biệt hai chân trùng điệp. Nàng bắt chéo hai chân một tay chống tại trên vương tọa, hài lòng cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy một người ngồi vị trí này thoải mái hơn thôi. Tiêu Dật Phong giang tay ra, cười nói, Thái thượng trưởng lão ưa thích là được, đối với ta vừa mới đề nghị, Thái thượng trưởng lão thấy thế nào? Lãnh Tịch Thu nói, ta không có vấn đề, Diêu Nhược Yên chắc chắn sẽ không đồng ý. Tiêu Dật Phong cười ha ha một tiếng nói, không có việc gì, ngươi dẫn ta đi tìm Diêu Nhược Yên, ta tự có biện pháp thuyết phục nàng. Lãnh Tịch Thu trong lòng hơi động, nhớ tới chính mình trước đó suy đoán cái kia bác quái chi hỏa lại bắt đầu thiêu đốt nhưng ngoài mặt vẫn là thản nhiên nói nàng cũng không có ta dễ nói chuyện như vậy ngươi lấy thân phận gì đi gặp nàng tiêu giật phong trên thân khói đen khẽ quấn trên mặt đeo lên mặt nạ màu đen đôi mắt xanh đậm lại là biến thành thất xác ma quân dáng vẻ hắn khẽ mỉm cười nói tự nhiên là thất xác ma quân mới có tư cách cùng nàng nói chuyện lãnh tịch thu cười từ trên vương tọa đứng lên đi xuống dưới đi nói đã như vậy chúng ta đi thôi đi hai bước nàng đột nhiên nghi người nhìn về phía tiêu giật phong hỏi, ngươi vừa mới lời kia, ta có hay không có thể hiểu thành ngươi tại hướng ta tỏ tình đâu. Tiêu giật phong lập tức cảm giác rất nguy hiểm, bảo trì phong độ, thần bí cười nói, thái thượng trưởng lão muốn làm sao lý giải, liền lý giải ra sao đi. Lãnh tịch thu nhìn hắn một cái cười nói, ta bây giờ còn không có có cùng người khác cùng một chỗ ngồi vương tọa dự định, chớ nói chi là bị người khác ôm. Nàng đưa tay ngoắt ngoắt tiêu giật phong cái cầm, liễu mi trao lên cười nói, chờ ngươi đủ cường đại rồi nói sau, hoặc là ta ôm ngươi tiêu giật phong im lặng chính mình đây là bị nữ nhân này đùa giỡn hắn một thanh nắm tay của nàng hướng phía trước kéo một phát gần sát mặt của nàng cười nói yên tâm nếu quả thật có ngày đó sẽ chỉ là ta ôm ngươi lãnh tịch thu không chút nào nhượng bộ mà nhìn xem hắn thản nhiên nói tại ngươi đủ cường đại trước đùa bẩn ta thế nhưng là sẽ chết tiêu giật phong bị nàng khí thế đột nhiên bộc phát đánh bay lui về sau mấy bước một cánh tay đều có chút không ngưng thật hắn bất đắc dĩ nói ngươi thật đúng là xuất thủ a à lãnh tịch thu cười lạnh một tiếng nói, không phải vậy còn luôn chiều ngươi phải không? Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gặp Diêu Nhược Yên. Nàng bước dài ra trích tinh cát, tóc dài bay múa, chân trần cách mặt đất mấy tấc, váy đen phất phới, để tiêu giật phong đều có chút thất thần. Nữ tử này muốn hay không như thế bá khí lộ bên, sẽ không gã ra được. Hắn lắc đầu, vội vàng đi theo ra ngoài. Bên ngoài nhang thiên cầm bị vừa mới đột nhiên lóe sáng khí tức giật nảy mình. Chính lo âu nhìn xem bên trong, nhìn thấy hai người một trước một sau đi tới mới yên tâm lại. Bất quá nàng là lần đầu tiên nhìn thấy tiêu giật phong ở trước mặt người ngoài dùng thất sát ma quân dáng vẻ, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Lãnh tịch thu phân phó nói, ta cùng hắn đi tinh thần sơn một chuyến, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Nhan thiên cầm gật đầu nói phải, tiêu giật phong cũng xông nàng nhẹ gật đầu. Hai người phóng lên tận trời, hướng tinh thần sơn bên trên bay đi. Tinh thần ngoài thánh điện hay là như thế không phân bạch thiên hắc dạ, bầu trời vĩnh viễn sao lốn đốn đầy trời, sáng chói không gì sánh được. Có lãnh tịch thu dẫn đường, hai người thông suốt hướng tinh thần sơn bay đi đi vào tinh thần sơn nam tinh cửa tại tinh thần sơn nam tinh trên cửa tinh thần thủ vệ nhìn thấy lãnh tịch thu liền vội vàng hành lễ nhưng nhìn thấy gương mặt lạ tiêu giật phong bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì ngăn lại nói thái thượng trưởng lão vị này là lãnh tịch thu chỉ là lạnh lùng thuốc vị này là thất sát ma quân còn không nhường đường những tinh thần kia thủ vệ giật nảy mình không nghĩ tới người tới lại là đại danh đỉnh đỉnh thất sát ma quân lãnh tịch thu cùng tiêu giật phong hướng tinh thần trong thánh điện đi đến lãnh tịch thu phân phó nói truyền lệnh cho thánh hậu liền nói bản trưởng lão cùng thất sát ma quân cầu kiến những tinh thần kia thủ vệ không dám thất lễ vội vàng đưa tin đi lên các loại hai người một đường đi vào tinh thần thánh điện trước đó diêu nhược yên đã sớm đạt được đưa tin chờ đợi tại tinh thần trong thánh điện hai người chậm rãi đi vào rộng rãi tinh thần trong thánh điện nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa diêu nhược yên lãnh tịch thu cười bắt chuyện qua nói thánh hậu tiêu giật phong thi lễ một cái nói thất sát gặp qua thánh hậu Diêu Nhược Yên khóe miệng hơi vểnh, cười lạnh một tiếng nói, không dám nhận, vị này chính là nghe tiếng đã lâu thất sát ma quân sao? Ma quân thần bí khó lường, thực lực cao cường. Ngay cả bổn hậu thủ phong đại điển cũng không tới, bổn hậu nào dám đưa ngươi một tiếng này thánh hậu. Tiêu Dật Phong nghe được Diêu Nhược Yên cái này kẹp thương đeo gậy lời nói, không khỏi cười khổ nói, thánh hậu nói quá lời, lúc đó đúng là không tiện, không phải là cố ý. Diêu Nhược Yên nhìn kỹ một chút Tiêu Dật Phong, tự hồ đang suy nghĩ làm sao thu thập gia hỏa này. Tiêu Dật Phong nhìn không chớp mắt, lạnh nhạt chỗ chi, không hề sợ hãi dáng vẻ. Diêu Nhược Yên mời hai người tọa hạ, phủi tay, sai người dân lên thượng đẳng trà thơm. Sau đó nàng nhìn về phía lãnh tịch thu hỏi, thái thượng trưởng lão cùng thất sát ma quân cùng nhau đến đây, cần làm chuyện gì? Hẳn không phải là nhàn rỗi không chuyện gì tìm ta nói chuyện phím đi. Lãnh tịch thu nhìn về phía tiêu giật phong cười nói, vị này thất sát đạo hữu có việc muốn cùng thánh hậu thương lượng, ta là cùng đi thôi. Nàng nói xong cũng nâng chung trà lên vài bên trên nước trà, bình tĩnh nhấp một miếng, một bộ việc không liên quan đến mình dám vẽ diêu nhược yên nhíu mày cái này thất sát còn dám tới tìm chính mình hủy chính mình ngôi sao nhỏ núi thật không sợ chính mình trừng trị hắn nàng nhìn về phía tiêu dật phong hỏi không biết ma quân có gì chỉ giáo tiêu dật phong cũng lười quanh coi lòng vòng dò hỏi không biết thánh hậu dự định khi nào cùng chính đạo chính thức khai chiến diêu nhược yên trong lòng hơi động mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói việc này can hệ trọng đại tha thứ ta không cách nào cáo tri Tiêu Dật Phong chậm rãi mà đàm đạo, nếu là ở bên dưới không có đoán sai, Thánh hậu tất nhiên là tính toán đợi ngôi sao nhỏ núi có đầy đủ số lượng. Sau đó Thánh hậu quét sạch tinh thần trong thánh điện hết thảy phản đối lực lượng, đem sao trời thánh điện chế tạo thành thùng sắt một khối. Đợi yêu tộc chỉnh đốn hoàn tất. Đến lúc đó binh hùng tướng mạnh, lại sẵn sàng ra trận, tiến công mặt nham thành, ta nói nhưng đối với. Diêu Nhược Yên bất trí khả phủ nói, nếu là như vậy thì như thế nào? Vấn đề này người sáng suốt cũng nhìn ra được, huống chi cái này không thể kinh thường thất sát ma quân. Tiêu giật phong lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói chuyện giật gân nói, vậy theo tại hạ nhìn, thánh hậu chỉ sợ sinh thời đều không thể tiến công chính đạo. Diêu nhược yên cũng không tức giận, ngữ khí bình thản hỏi, a, à, Xin lắng tai nghe. Tiêu giật phong chậm rãi mà đàm đạo, lấy thánh hậu trí tuệ tự nhiên biết chính đạo sẽ không ngồi chờ chết, nhưng bây giờ ta tinh thần thánh điện chiến lược có thể thấy rõ ràng. Đừng nói người ta, cho dù là một kẻ ngốc đều có thể nhìn ra được thánh hậu dự định, chính đạo há lại sẽ nhìn xem tinh thần thánh điện từ từ lớn mạnh đâu. Chương 969, Bạch Nhãn Lan này nghĩ thay đổi địa vị không thành. Diêu Nhược Yên ấm giọng thì thầm cười nói, ma quân lại tại sao lại cho là ta không có phương pháp phản chế chính đạo đâu. Tiêu Dật Phong cười tủm tỉm nhìn xem Diêu Nhược Yên nhàn nhạt hỏi, thánh hậu ý vào là rộng hơi. Hay là phá quân? Diêu Nhược Yên một mực phong khinh vân đạm sắc mặt rốt cục biến sắc. Nàng ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Tiêu Dật Phong hỏi, ngươi còn biết thứ gì? Tiêu Dật Phong dù bận vẫn ung dung nâng chung trà lên, thích ý uống một ngụm. Hắn cười nhạt một tiếng hỏi, ta còn biết rất nhiều chuyện, không biết Thánh hậu muốn nghe cái nào? Là số mệnh chuyện của tổ chức, hay là nguyên từ khoáng mạch sự tình? Lãnh Tịch Thu có chút hăng hái mà nhìn xem Diêu Nhược Yên cùng Tiêu Dật Phong hai người, tự hồ cảm thấy có chút thú vị. Diêu Nhược Yên ánh mắt lạnh lùng, liên tưởng tới Tiêu Dật Phong lại có cấp 2 tài khoản, có thể khởi động tiểu tinh thần sơn. Nàng đã cảm thấy đó là cái nhân vật nguy hiểm, có loại không muốn để ý hết thảy giết Tiêu Dật Phong xúc động. Giọng nói của nàng băng lãnh hỏi, Ma quân rốt cuộc là ai? Tiêu Dật Phong thần bí khó lường nói, Thánh hậu chỉ cần biết rằng ta cùng ngươi là bạn không phải địch liền tốt. Diêu Nhược Yên thăm dò tính hỏi, ngươi còn biết cái gì, nói nghe một chút. Tiêu Dật Phong giống như cười mà không phải cười nói, nếu là ta không có đoán sai, Thánh hậu chỉ sợ đã gặp trở ngại đi. Tỷ Như nói, nguyên từ khoáng thạch xuất hiện vấn đề, lại tỷ Như nói, mực nham thành phương hướng bị ngăn trở. Diêu Nhược Yên không khỏi lòng sinh nghi hoặc, gia hỏa này đến cùng là ai? tại sao phải biết nhiều như vậy? Nguyên từ khoáng mạch xảy ra vấn đề cũng là gần nhất một hai tháng mới phát hiện sự tình, cái này khiến nàng cực kỳ bực mình. Chẳng lẽ là hắn? Nàng đè xuống trong lòng kinh ngạc, dò hỏi, ma quân quả nhiên không giống phàm nhân. Vậy theo chiếu ma quân ý tứ, ta tinh thần thánh điện lại nên như thế nào cho phải? Tiêu dật phong hùng hổ dọa người nói, đánh đòn phủ đầu. Kéo càng lâu càng là bị động, càng nhanh càng tốt. Khoáng thạch như là đã xảy ra vấn đề, phía sau chính đạo phản chế thủ đoạn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều hiện tại không kịp thời quyết đoán, về sau thánh hậu chỉ sợ cũng muốn mệt mỏi, rốt cuộc hoàng mỹ phát động chiến tranh. Một khi nội loạn cao hứng, đến lúc đó tinh thần thánh điện loạn trong giặc ngoài, sợ là tự thân khó đảm bảo, ngược lại muốn bị chính đạo thừa lúc. Diêu nhược yên sắc mặt có chút mất tự nhiên, như tiêu giật phong nói tới, tinh thần thánh điện sở dĩ vội vã phát động chiến tranh, là muốn đem nội bộ nguy cơ chuyển di đối ngoại. Tinh thần trong lĩnh vực linh khí cùng tài nguyên ngày càng giật gấu vá vai, dẫn đến hơi có vẻ càng cỗi. Những cái kia kiệt ngạo bất tuần, Ăn no rửng mở lấy người trong ma đạo chiến ý này càng tăng vọt, bắt đầu muốn chiếm lĩnh đất rộng của nhiều người vực. Bọn hắn đối với nàng cái này một mực tận sức tại phát triển thánh hậu càng ngày càng bất mãn. Lãnh Tịch Thu bởi vậy hấp thu một nhóm lớn phái chủ chiến, bây giờ tại tinh thần thánh điện bên trong dần dần đứng vững bước chân, thế lực ngược lại là càng lúc càng lớn. Lạc Phong Cốc, truyền niên các các loại môn phái cũng tại thời gian dài an ổn phía dưới, bắt đầu có dị tâm, ẩn ẩn có liên hợp chi thế. Nói cho cùng vẫn là chính mình khiến cái này người trong ma đạo trải qua quá tốt ăn đến quá no bụng đến mức quên đi thân tử đạo tiêu nguy cơ bọn hắn không cảm giác kích còn chưa tính thế mà trả lại oán hận chính mình nhất làm cho diêu nhược yên phiền lòng chính là bây giờ tinh thần thánh điện đã bị số mệnh tổ chức cho ăn mòn hỏng be hỏng bét khắp nơi đều là số mệnh người của tổ chức nếu là không phát phát động chiến tranh một khi số mệnh tổ chức hoặc là lãnh tịch thu liên hợp lạc phong cốc các loại muốn đoạt quyền chính mình thật đúng là muốn mệt mỏi cho nên lần này chiến tranh nàng là bắt buộc phải làm phát động chiến tranh không chỉ có thể trấn an rục trịch tinh thần trong lĩnh vực chiến ý tăng cao ma đạo đám người, bức tất cả mọi người nhất trí đối ngoại. Nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên là tài nguyên vấn đề, tinh thần lĩnh vực đã nuôi không sống nhiều như vậy người trong ma đạo. Nếu như có thể cướp đoạt người vực tài nguyên tự nhiên là tốt, không được, có thể thông qua chiến tranh đến giết chết một nhóm phần tử hiếu chiến cũng có thể giảm bớt áp lực. Diêu Nhược Yên đích thật là muốn trước quét sạch tinh thần thánh điện nội bộ, đem số mệnh người của tổ chức từng cái bắt được tối thiểu nhất tại mấu chốt vị trí bên trên không thể có số mệnh người của tổ chức để phòng bọn hắn kéo chính mình chân sau tiêu giật phong gặp diêu nhược yên không nói một lời rèn sắt khi còn nóng nói thánh hậu người muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong tâm tư ta minh bạch nhưng thánh hậu phải hiểu kéo càng lâu chuẩn bị đầy đủ không chỉ là một mình ngươi còn có địch nhân chỉ có giải quyết dứt khoát mới có thể loạn quyền đã chết lão sư phó bây giờ vừa lúc là tốt nhất thời điểm hiện tại mặc kệ là địch ta cũng sẽ không ngờ tới chúng ta sẽ ở lúc này phát động chiến tranh chỉ cần làm cho tất cả mọi người nhất trí đối ngoại nội bộ vấn đề liền hiển hiện ra diêu nhược yên nghe vậy không khỏi có chút tâm động tiêu dật phong nói tới hoàn toàn chính xác có đạo lý hiện tại nàng tại tinh thần thánh điện còn có được quyền lực tuyệt đối nội bộ vẫn chưa có người nào có thể rung chuyển địa vị của nàng một khi xuất hiện cái gì phản loạn tại có ngoại địch tình huống dưới lấy nàng lực lượng bây giờ trấn áp hay là dễ như trở bàn tay tiếp tục mang xuống tự hồ hoàn toàn chính xác chỉ có thể để đối thủ cùng trong bóng tối địch nhân có càng nhiều chuẩn bị cơ hội. Nàng lặng lẽ nói, bây giờ cùng chính đạo khai chiến, nhất định là tất thua kết cục. Tiêu giật phong trong lòng vui mừng, lấy hắn đối với Diêu Nhược Yên hiểu rõ, nàng tâm động. Chính mình nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, tăng cường nàng đối với cái này chiến lòng tin. Nhưng ở không có tiểu tinh thần sơn tình huống dưới, muốn tăng cường lòng tin của nàng, chỉ có thể từ nơi khác động thủ. Hắn khẽ cắn môi, xuất ra một phần ngọc giản đưa đến Diêu Nhược Yên trước mặt nói, Thánh hậu, ngươi nhìn vật này như thế nào? Diêu Nhược Yên tiếp nhận ngọc giản, sau đó tinh tế nhìn một chút, rốt cục sắc mặt biến hóa, hỏi, cái này bắn thần nỏ coi là thật thần kỳ như thế. Tiêu Dật Phong đã cho đi chính là công thành thần khí bắn thần nỏ giới thiệu cùng vật liệu. Hắn gật đầu nói, tự nhiên như vậy, chỉ cần thánh hậu nguyện ý khai chiến, ta có thể đem vật này chế tạo phương pháp chấp tay dâng lên. Lãnh Tịch Thu lập tức cảm thấy không ổn, gia hỏa này đến cùng đưa lên thứ gì, thế mà không cho mình, mà là cho Diêu Nhược Yên. Bạch Nhãn Lan này muốn thay đổi đổi môn đình phải không? Đáng giận. Diêu Nhược Yên nhẹ gật đầu, cười nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng, ma quân vì sao như vậy mưu cầu danh lợi trận chiến này? Tiêu Dật Phong tự nhiên không có khả năng nói thực ra, chỉ có thể một bộ hiếu chiến tên điên bình thường lại nhảy nói, thiên hạ bình tĩnh quá lâu. Giống ta dạng này người, tự nhiên là không an phận. Khi điểu tẩn lương cung tàn, loạn thế mới có thể ra anh hùng A. Diêu Nhược Yên tự nhiên không có khả năng tin, Nàng đột nhiên đối với Tiêu Dật Phong cười nói, bổn hậu có chút vấn đề muốn tự mình hỏi Ma Quân, Ma Quân có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tiêu Dật Phong chần chờ nhìn thoáng qua Lãnh Tịch Thu. Lãnh Tịch Thu thì một bộ bao che cho con gián vẽ nói, Thánh Hậu có lời gì không có khả năng ở đây muốn hỏi. Diêu Nhược Yên cười cười, ngữ khí ôn hòa nói, Thái thượng trưởng lão yên tâm, ta sẽ không đã thương hắn một phân một hào. Tiêu Dật Phong biết muốn thuyết phục Diêu Nhược Yên, chính mình hay là đến phí chút môi lưỡi. Hắn đặt chén trà xuống, Đứng dậy cười dài nói, nếu thánh hậu mời, sao dám không đi. Diêu Nhược Yên cười nói, còn xin thái thượng trưởng lão chờ một lát, ma quân mời đi theo ta. Nàng mang theo tiêu dật phong đi vào tinh thần thánh điện sau trong thiên điện, tiêu dật phong không hề sợ hãi cùng tới. Chương 970, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Lãnh tịch thu lập tức cảm thấy mình có chút dư thừa, cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Diêu Nhược Yên muốn đào chính mình góc tường sao? Thất sát tên vương bác đảng này sẽ không theo Diêu Nhược Yên chạy đi. Diêu Nhược Yên sẽ không như vậy không biết xấu hổ dùng mỹ nhân kế đi. Làm sao có loại bánh bao thịt đánh chó cảm giác, chính mình đây là đưa hàng tới cửa sao? Tiêu Dật Phong đi theo Diêu Nhược Yên chuyển tới Tinh Thần Thánh Điện sau, Diêu Nhược Yên đã không thấy tâm hơi. Nhưng Tiêu Dật Phong đối với nơi này tự nhiên là quen thuộc, hắn xe nhẹ đường quen đi đến trong đó một chỗ trong sảnh. Diêu Nhược Yên quả nhiên ở bên trong ngồi ngay thẳng, chính thần sắc phức tạp nhìn xem chính mình, bốn phía có một cổ nhỏ xíu thần thức ba động. Tiêu Dật Phong trong lòng lột bột một tiếng, xong đời chính mình làm sao lại quên đi, chính mình hẳn là lần đầu tiên tới nơi này mới đối. Bốn phía của thần thức này ba động chính là diêu nhược yên tinh thần chân giải trấn hồn khúc, có thể khiến người ta bất tri bất giác buông lỏng cảnh giác. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, chính mình thế mà trong lúc bất tri bất giác trấn hồn khúc, lần này phiền toái. Diêu nhược yên ánh mắt dần dần trở nên trở nên nguy hiểm, tiêu giật phong có chút tê dại da đầu. Người trước mắt này, thế nhưng là độ kiếp trung kỳ, nàng muốn giết mình, bất quá chỉ là trong lúc vất tay sự tình. Chính mình đưa dê vào miệng cọp chính mình nên ôm chặt lãnh tịch thu đùi cũng là không đi mới đối bất quá nghĩ lại dù sao cũng bất quá là một bộ phân thân không có gì phải sợ diêu nhược yên cẩn thận nhìn xem tiêu giật phong thần sắc biến hóa như có điều suy nghĩ cái này thất xác đầu tiên là đột nhiên hoảng hốt sau đó có chút thất bại bất đắc dĩ bộ dáng cuối cùng lại phản phất khám phá hết thảy bình thường bình tĩnh lại nàng ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng nói ngươi còn có cái gì muốn nói tiêu giật phong phối hợp đi vào cái này quen thuộc trong sảnh ngồi vào chính mình thường xuyên chỗ ngồi hắn thuần thục xoay người từ dưới bàn trà xuất ra diêu nhược yên trân tàn chén lưu ly cho mình bày một cái lại cho diêu nhược yên bày một cái hắn cười nói không bằng đổ chén rượu chúng ta từ từ nói chuyện nhìn xem hắn như là về nhà mình bình thường thuần thục bộ dáng diêu nhược yên ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn là ngồi xuống bàn trà khác một bên nàng từ chính mình trong nhẫn trữ vật xuất ra một bầu rượu rót cho mình một ly lại cho tiêu giật phong rót một chén tiêu giật phong bưng chén rượu lên ngửi ngửi mùi rượu cười nói, cái này linh tê rượu an thần tĩnh tâm hiệu quả cũng thực không tồi. Ở kiếp trước, Lâm Thanh Nghiên sau khi chết, hắn là tinh thần thánh điện mở mang bờ cõi, khó được có an bình thời điểm. Có đôi khi Diêu Nhược Yên cùng hắn thương lượng một chút bí sự, thì sẽ mời hắn đi vào nơi này. Hai người ở đây uống rượu một chén, tại nói chuyện ở giữa phong kinh vân đạm quyết định vô số người sinh tử. Chính mình đầu tiên là có ngôi sao nhỏ núi khởi động khẩu lệnh, vừa mới lại bị khám phá đối với nơi này rất quen thuộc. Tiêu Dật Phong cũng liền nhận mệnh, giả ngay giả dại đối với Diêu Nhược Yên không dùng, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không giả thần côn lừa dối một đợt. Nhưng hắn uống xong một chén, Diêu Nhược Yên so với hắn trong tưởng tượng còn bình tĩnh hơn được nhiều, không nói một lời, chỉ là lại cho hắn rót một chén rượu. Tiêu Dật Phong cười nói, cái này linh tê rượu quả nhiên vẫn là đến làm nóng một chút mới tốt uống. Diêu Nhược Yên nghe vậy không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ có chút tức giận. Nàng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? hay là nói chỉ là một bộ phân thân ngươi không quan tâm tiêu dật phong thầm giật mình diêu nhược yên thế mà nhìn thấu mình đây là một bộ phân thân quả nhiên không thể khinh thường hắn không có vấn đề nói đã ngươi biết ta là một bộ phân thân ta lại có cái gì tốt sợ đây này hắn bình tĩnh uống xong chén rượu này sau nhìn về phía diêu nhược yên hỏi thánh hậu không có gì muốn hỏi sao diêu nhược yên lạnh như băng nói ngươi cũng biết ta bây giờ là tinh thần thánh điện thánh hậu nói đi mục đích của ngươi đến cùng là cái gì tiêu dật phong cười nói vừa mới ta đã nói đến rất rõ ràng, ta muốn phát động chiến tranh. Diêu Nhược Yên cười lạnh một tiếng hỏi, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Tiêu giật phong nhíu mày, Diêu Nhược Yên trạng thái này tự hồ có chút không thích hợp. Tính toán, nếu muốn giả, liền trang cái lớn. Hắn thần bí khó lường nói, chỉ bằng ta có thể biết được quá khứ tương lai, ngươi không nghe ta, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Diêu Nhược Yên lại tuyệt không bộ dáng giật mình, lạnh như băng nói, ta. À. vậy trừ vừa mới nói tới những cái kia, ngươi còn biết cái gì? Tiêu Dật Phong cho là nàng là không tin chính mình, chỉ có thể quyết tâm liều mạng, quyết định nói đại bí mật. Hắn nhìn xem Diêu Nhược Yên nói, ta còn biết Lâm Thanh Nghiên là con gái của ngươi. Diêu Nhược Yên quả nhiên sắc mặt đại biến, gấp cao nhìn chầm chầm Tiêu Dật Phong, nhưng nàng phản ứng lại cùng Tiêu Dật Phong trong tưởng tượng một trời một vực. Nàng ánh mắt băng lãnh, gần từng chữ một, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, Thanh Nghiên cùng ngươi không có một tơ một hào quan hệ. Ngươi nếu là dám đối với Thanh Nghiên ra tay, ta sẽ liều lĩnh cùng ngươi đồng quy vu tận hiện tại ta có thực lực này. Tiêu giật phong có chút mộng, chính mình đối với Lâm Thanh Nghiên ra tay làm cái gì? Lâm Thanh Nghiên cùng chính mình không có một tơ một hào quan hệ lại là cái gì ý tứ? Chờ chút, chính mình cùng Diêu Nhược Yên căn bản không tại cùng một cái kênh bên trên, nàng đến cùng đem mình làm ai? Chẳng lẽ là Lâm Thanh Nghiên cái kia thần bí khó lường phụ thân? Lâm Thanh Nghiên cha đẻ đến cùng là ai? Tiêu giật phong một mực vô cùng hiếu kỳ. Không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị Diêu Nhược Yên tưởng lầm là đối phương phân thân, cái này việc vui cũng lớn hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Tiêu dật phong có chút xấu hổ, cân nhắc mở miệng nói, thánh hậu chẳng lẽ đem ta nhận làm những người khác. Tại hạ mặc dù có được biết được quá khứ tương lai chi năng, lại không phải thánh hậu cho nên vì cái gì người kia. Diêu nhược yên từ tiêu giật phong thái độ bên trong đã nhận ra không thích hợp, khẽ cau mày nói, ngươi không phải hắn. Tiêu giật phong cười cười nói, thánh hậu nói tới hắn, là thánh nữ lâm thanh niên cha đẻ đi. Tại hạ tự nhiên không phải hắn. Diêu Nhược Yên nhìn xem Tiêu Dật Phong cầm chén rượu, dò hỏi, vậy những thứ này, ngươi lại từ đâu biết được? Tiêu Dật Phong nhìn xem nàng cười nói, ta nói, ta có thể trông thấy tương lai một góc, thánh hậu có thể tin. Diêu Nhược Yên đột nhiên ngữ xuất kinh nhân đạo, ngươi tu luyện là cửu chuyển số mệnh quyết. Tiêu Dật Phong sửng sốt một chút, kinh ngạc dò hỏi, thánh hậu cũng biết công pháp này. Diêu Nhược Yên phản phất đột nhiên minh bạch bình thường, khôi phục trấn định bộ dáng. Nàng đã tính trước hỏi, ngươi là người số mệnh. Tiêu Dật Phong thản nhiên thừa nhận nói, xem như cũng không tính là. Chí ít không phải người một đường. Diêu nhược yên lạnh lùng nhìn xem tiêu giật phong hỏi, ngươi không sợ ta giết ngươi. Tiêu giật phong cười nói, thánh hậu, số mệnh cùng thánh hậu không phải địch nhân. Tương phản, mục tiêu là nhất trí. Số mệnh cùng thánh hậu mâu thuẫn, chính là bởi vì thánh hậu chính là phái chủ hòa, mà không phải phái chủ chiến. Thánh hậu cùng cùng số mệnh cùng chết, không bằng nhất trí đối ngoại, đến lúc đó lại diệt trừ số mệnh cũng không muộn. Diêu nhược yên lạnh lùng hỏi, ngươi như vậy vội vã phát động chiến tranh, ngươi đến tục cùng nhìn thấy cái gì? Tiêu Dật Phong không nghĩ tới Diêu Nhược Yên không chỉ có biết cử chuyển số mệnh quyết, còn đối với biết trước tương lai như vậy tin tưởng. Trong lòng của hắn khẽ động hỏi, Thánh Hậu nếu biết cử chuyển số mệnh quyết, có thể tin tưởng số mệnh. Tại hạ trong quá trình tu luyện, một lần tình cờ thấy được Thánh Nữ Lâm Thanh Niên số mệnh. Đại bộ phận tổ chức thành viên đều rất tính toán tỉ mỉ, cho ta tuyển liên tục một tuần canh bốn. Cái này thật không phải ta lười biến hoặc là leo cây, chính các ngươi tính một chút liền biết về phần tổ chức thần bí này gia nhập phương thức ở phía dưới gia nhập cái này lấy chim cánh cục là đồ đằng tổ chức cần sử dụng thần bí dấu hiệu nhị số không nhất số không tứ thất ba số không ba